không hệ thống không có ngón tay vàng làm ruộng văn quyền mưu văn xuyên qua cuối thời hán dựa vào trí tuệ dẫn đầu ngàn năm quản khai điền luyện tinh binh khi quần hùng còn đang cường chinh binh đinh hắn đã tinh binh vô số khi võ tướng của người khác còn đang tranh đoạt lẫn nhau vì một con ngựa xích thỏ hắn đã thành lập mấy vạn quân đoàn ngựa xích thỏ khi chư hầu còn đang rầu rĩ vì tiền lương hắn đang cướp bóc thiên hạ từng bước từng bước một đường đẩy ngang từ nay về sau không còn tam quốc nữa. Chương một Thiếu gia này không có mặt bài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đông Hán Quang và mùa đông năm thứ tư, năm 181 công nguyên, Tây Lương, Lũng Huyện. Một vị thiếu niên mày kiếm sáng mắt, mặc như quan ngọc quỳ trước cửa sổ sách. Trong phòng đặt mấy chậu than thuốc lá lượng lờ, ấm áp như xuân. Thiếu niên buông thẻ trúc xuống, cau mày nhìn ngoài cửa sổ, tuyết lớn tại gió bắc tàn sát bừa bãi dưới nhẹ nhàng nhảy múa, rơi vào cái này mỗi một mảnh bông tuyết đều có tội thế giới. Thiếu niên tên là Đoàn Du, chuyên gia vật lý thế kỷ mới, bị xa nhà chính của đền thờ rơi xuống đập cho hôn mê. Tỉnh lại phát hiện mình hồn xuyên tới Đông Hán, trở thành lương châu thứ sử đoàn quýnh 14 tuổi ấu tử, cũng gọi Đoàn Du. Mẫu Cúc Thị, huynh trưởng đoàn ba làm ngọc môn thủ tướng. Đoàn Du phiền muộn ném sách sang một bên, đứng lên, đánh vào hai chân tê dại. Trong nguyên sử phụ thân đoàn quýnh đã uống rượu độc mà chết vào năm 179, hôm nay lại không chết, vẫn là thứ sử Lương Châu. Điều này đã làm cho hắn tương đối sợ hãi, không biết đại thế lịch sử có thay đổi hay không. Cái này không điện thoại di động, không mỹ thực, không giải trí, hắn chỉ có thể dựa vào đọc sách giải sầu. Đáng sợ hơn chính là, hơn hai năm nữa có thể là hoàng cân khởi nghĩa, đây là một loạn thế thỏa đáng ta nên sống tạm trong loạn thế này như thế nào a à? Đoạn du còn đang hối hận, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thiếu gia, là tôi, xe. Suy nghĩ của đoàn du bị cắt đứt, đặt thẻ trút xuống, cao giọng gọi đối phương vào. Một gã sai vặt cường tráng đẩy cửa đi vào, gió lạnh liều mạng chen vào trong phòng, đoàn du không khỏi rùng mình một cái, gã sai vặt vội đóng cửa phòng lại. Đoàn du vừa thấy là gã sai vặt hồ sa nhi của mình, Hồ Sa Nhi nói với Đoàn Du, "Nhị thiếu gia, không phải ngài nói hôm nay đến quán rượu của chúng ta sao?" Đoàn Du lúc này mới kịp phản ứng, "Cha già bảo cậu xử lý sản nghiệp của gia tộc, hôm nay đến quán rượu xem thử." Khi hai người đi tới đại viện, một con chó giữ màu đen đột nhiên vọt về phía Đoàn Du, hàm răng sắc bén sắp cắn phải Đoàn Du. Hồ Sa Nhi lập tức chắn trước người Đoàn Du, chó dữ lập tức cắn vào cánh tay Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi vội vàng một cước đá vào bụng chó dữ nó phát ra một tiếng hú. Chó giữ lăn thật xa, cùng mình trên mặt đất, còn nhe răng gầm nhẹ với hai người. Đoàn du vội kiểm tra xe, thấy chỉ là quần áo bị xé rách. Nhìn hồ sa nhi vô sự, lúc này mới yên tâm, trong lòng lại càng nổi giận. Hồ sa nhi đau lòng nhìn quần áo bị tổn hại của mình, đều bị tức đến chảy nước mắt. Quản gia mang theo hạ nhân khoan thai chạy tới, lấy lệ xin lỗi đoàn du. Lão hủ đến chậm, đây là đại lang nuôi chó đấu vừa rồi nó cắn đứt dây thừng ai biết đụng phải nhị lan hạ nhân đều không tình nguyện chạy tới đoàn du nhìn tư thái lười nhác của mọi người trong lòng thầm mắng tiền thân vô năng đoàn du không để ý đến quản gia liếc nhìn con chó dữ bình tĩnh nói lần đầu tiên sắc mặt quản gia lập tức thay đổi khuôn mặt vốn đang mỉm cười đã âm trầm cháu trai quản gia an phúc lập tức đứng ra thoải mái nói nhị thiếu hôm nay làm sao vậy còn giận dữ với một con xuất sinh cũng không sợ bị người khác dễu cợt đoàn du không thèm liếc họ một cái lập tức trở về phòng mình giả bộ cái gì cả ngày không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết tiêu tiền lớn lão gia bảo hắn quản lý gia nghiệp kết quả tiệm vải tiệm lương thực đều đóng cửa chỉ còn lại quán rượu cũng sắp đóng cửa còn mất mặt với chúng ta an phúc thấy đoàn du rời đi lập tức mặt âm trầm thấp giọng của trách đoàn du mấy hạ nhân cũng khinh bỉ nhìn bóng lưng đoàn du, trước kia biết ngươi nhát gan sợ phiền phức, sao bây giờ lại bắt đầu học cách giả bộ nghe con. Lại nghe An Quý nói, mấy người cũng cười ha hả. Quản gia nhìn cháu trai còn muốn nói cái gì, lập tức cắt đứt hắn. Không nên vọng nghị chuyện nhà chú công. Cháu trai còn muốn nói hai câu, vừa thấy sắc mặt thúc phụ khó coi cũng lập tức ngừng miệng. Đoàn du tìm một cái áo bông và trường kiếm đưa cho hồ sa nhi. Hồ Sa Nhi muốn từ chối, nhìn thấy ánh mắt chân thành của đoạn du, lập tức thay. Hắn khoát trường kiếm bên hông mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đoạn du cầm một thanh kiếm khác, đeo bên hông mình. Hai người lúc này mới hướng tử quán nhà mình chạy tới. Khi hai người đi tới quán rượu, thấy cửa nhà mình vắng ngắt. Chỉ có vài đứa trẻ đang trốn tuyết dưới mái hiên. Mà quán rượu đối diện vào ra vào rất nhiều người, khách quý chật kín, náo nhiệt phi phạm đoàn du nhìn thấy một gã sai vặt từ quán rượu nhà mình đi ra, hắn cầm thức ăn cho mấy đứa nhỏ, bọn nhỏ vây quanh cùng một chỗ lập tức chia thức ăn, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là khi gã sai vặt nhìn thấy đoàn du và hồ sa nhi nhìn bên này thì nhíu mày, đi tới trước người đoàn du, bình tĩnh giải thích. Tại hạ thấy mấy đứa nhỏ đáng thương, liền đưa cơm thừa cho chúng. Đoàn du nghe xong sửng sốt, không nghĩ tới gã sai vặt nhà mình, nói chuyện không kiêu ngạo không xỉn nịnh như thế. Bọn nhỏ sợ Đoàn Du làm khó gã sai vặt, đều nhanh chóng quỳ gối trước người Đoàn Du. "Cầu quý nhân khai ân, chúng ta không nhà để về, không còn đường sống. Thành công anh đại huynh thấy chúng ta đáng thương, liền cho chúng ta chút cơm thừa." Đoàn Du đánh giá mấy đứa trẻ, tóc rối bù, mặt đầy dơ bẩn. Quần áo rách nát kia không bọc được thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt mong mỏi nhìn chầm chằm mình. Đoàn Du chỉ mỉm cười gật đầu với đứa bé. Sau đó nói với Thành Công Anh: "À anh, anh thu xếp mấy đứa nhỏ này ở trong tiệm đi." Thành Công Anh lập tức vui mừng, hắn muốn mấy đứa nhỏ cảm ơn Đoạn Du, Đoạn Du khoát tay áo trực tiếp đi vào quán rượu. Trong phòng thật ra sạch sẽ ấm áp, nhưng chỉ có mấy bàn thực khách, trưởng quầy thấy Đoạn Du đi vào, lập tức nghênh đón, ngoài miệng nói: "Nhị thiếu gia, lão hữu thật sự cố gắng a, à, nhưng quán rượu đối diện là cảnh gia mở a, à, những văn nhân nhã sĩ kia đều nguyện ý đến bên bọn họ." chúng ta chính là tiện nghi cũng không tốt a à, ngươi cũng biết, những sĩ nhân kia đối với lão gia không quá thân cận. Đoàn du cảm thấy trưởng quỷ này biết nói, chúng ta không thân thiết với bọn họ sao? Năm đó khi cha ta làm tư lệ giáo úy, thái học sĩ tử này bị hắn bắt hơn một ngàn người, là hận sâu sắc không tốt. Đoạn du chỉ gật đầu, nhìn quán rượu vắng vẻ này, không khỏi nhíu mày. Việc làm ăn của đoàn gia ta sao có thể thanh đạm như vậy, khách hàng hôm nay tới cửa hàng đều miễn phí. Thực khách bên cạnh đang ăn cơm, vừa nghe đoàn du nói, sắc mặt ai nấy đều mừng rỡ. Đoạn nhị lan đại khí. Không ít thực khách lại kêu lên, chưởng quầy, cho chúng ta thêm 5 cân thịt dê. Mấy bàn thực khách khác cũng nhau nhau yêu cầu thêm đồ ăn, mấy bàn thực khách cũng nhau nhau chấp tay cảm ơn đoàn du. Quán rượu nhất thời nổi giận, chỉ có trưởng quầy kia sắc mặt khó coi. Đoạn du khoát tay với mọi người, Vẻ mặt bình thản như mây. Chưởng quỷ nhìn Đoàn Du thật sự say, lại tới nữa, năm đó cửa hàng vải vóc và cửa hàng lương thực của ngươi cũng sụp đổ như vậy. Mấy chưởng quỷ kia vừa thấy ngươi đến tiệm, cũng không khỏi run rẩy, ngươi thật sự là tổ tông a. À. Chỉ thấy Đoàn Du nhíu mày, chưởng quầy cũng không nói nhiều. Thành công anh đem mấy đứa nhỏ nơm nớp lo sợ mang vào trong nhà, lại nói với chưởng quầy nhị thiếu để cho mấy đứa nhỏ này ở trong tiệm hỗ trợ. Chưởng quầy nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt ngươi đi làm chút hương liệu ta có tác dụng lớn chưởng quầy nghe xong lời này của đoàn du hắn cảm giác ruộng đất quê nhà đang vẫy tay với hắn hắn cũng không muốn nhiều lời liền đi ra bên ngoài lo liệu a à. đoạn du lúc này mới có thời gian đánh giá thành công anh người này thân cao bảy thước ánh mắt sáng ngời chính là cách ăn mặc của hạ nhân vẫn không ngăn được khí chất nho nhã của người này a à anh anh biết chữ không thành công anh khẽ biến, tiếp theo bình tĩnh nói, tại hạ biết chữ không nhiều lắm, cũng chỉ xem qua mấy quyển thể trúc nhị thiếu gia để lại. Đoạn du nhìn thành công anh ánh mắt có chút né tránh, nghĩ đến có điều gì khó nói, cũng không hỏi nhiều. Hai ngày nay trong tiệm không bận, ngươi theo ta về đoàn phủ, ta nghiên cứu ra hai loại công cụ có thể giúp cửa hàng chúng ta cải tử hồi sinh, ngươi giúp ta nhìn chầm chầm những thợ thủ công kia là được. Nghe dạy mấy đứa nhỏ kia biết chữ, thành công anh gật gật đầu, nhưng lời kế tiếp khiến hắn im lặng nhìn Đoàn Du. Nhị thiếu gia này là thật tâm đập bể đập bể sao? Chỉ bằng chỉ số thông minh của ngươi còn làm phát minh, tiền tài của Đoàn gia ngươi phải làm cho ngươi bại sạch a. À? Đoàn Du không thèm để ý ánh mắt những người này nhìn mình, hắn đã hiểu rõ tình hình chung của quán rượu. Mình nhất định phải nắm chắc thời gian làm sống lại quán rượu này. Lập tức mang theo Hồ Sa Nhi, thành công anh chạy về Đoàn phủ. Chương 2 bắt đầu lập uy bạn đang nghe tại truyện chấm audio đoạn du mang theo mấy người vừa mới vào đoàn phủ con chó dữ buộc trước cửa lập tức gầm rú với đoạn du trên khóe miệng còn sót lại máu thịt mới mẻ chó dữ tràn ngập địch ý với đoạn du nó dãy dây xích đánh về phía đoạn du bộ dáng hung ác kia một lòng muốn xé nát đoạn du đoạn du rút trường kiếm ra đâm thẳng vào cổ họng con chó dữ lần thứ hai ba chữ nhẹ nhàng này của đoàn du khiến mọi người không khỏi phát lạnh. Không phải chuyện quá ba sao? Sao lại hạ độc thủ lần thứ hai? Mọi người nhìn chó dữ còn đang co quắp, trên cổ không ngừng chảy máu, trong miệng còn đang thấp giọng nức nở. Lại thấy ánh mắt lạnh như băng của nhị thiếu gia, mọi người nhìn không được trùng mình một cái. Quản gia và cháu trai An Phúc vốn còn muốn chê cười, nhưng đoàn du đột nhiên ra tay độc ác, khiến hai người hoàn toàn không kịp phản ứng lại sững sờ tại chỗ. Quản gia trầm trọng nhìn nhị thiếu gia mặt lạnh này, động tác nhanh chóng này, một kích tức mệnh tàn nhẫn, làm cho quản gia thu lòng khinh thường. An Phúc lập tức cao giọng nói, nhị thiếu, sao cậu lại ra tay độc ác như vậy, đây chính là chó yêu của đại thiếu A, à? cậu chờ đại thiếu tìm cậu đi. Đoàn du cầm kiếm lau khô máu trên người con chó dữ, lại cắm kiếm vào vỏ, mới quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn An Phúc. Quản gia vội ngăn An Phúc lại, Lập tức nói với Đoàn Du, lão hủ lập tức sắp xếp người chôn con chó dữ này. Đoàn Du gật đầu, nói tiếp với quản gia, tìm cho tôi vài thợ thủ công tôi có tác dụng lớn. Quản gia còn chưa lên tiếng, An Phúc lại có chút không thích hợp xen vào. Nhị thiếu gia, lăn qua lăn lại cái gì, nhiều cửa hàng như vậy cũng làm cậu sụp đổ rồi. Huynh đệ đã lâu không phát phúc lợi a, à? cậu còn tiếp tục như vậy chúng tôi chỉ có thể uống canh loãng ít nước a. À? chỉ là an phúc lần này nói chuyện phía dưới tất cả mọi người không có phụ họa tất cả mọi người nhìn cái kia co quắp chó dữ đoạn du quay đầu nhìn an phúc đôi mắt như tảng băng giữa mùa đông liếc hắn một cái nhẹ giọng nói lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn không được trùng mình một cái an phúc còn muốn giải thích bị quản gia lập tức ngăn lại cũng dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn hắn lập tức ngậm miệng quản gia cười nói với đoàn du lão hủ sắp xếp cho nhị thiếu gia. Thành công anh chỉ trầm tĩnh nhìn, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Nhị thiếu gia này làm việc quyết đoán như thế, chẳng lẽ hắn hồ nháo bên ngoài chỉ là ngụy trang. Khi mọi người nhìn thấy đoàn du rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn con chó dữ kia, mọi người cảm thấy sau này ít chọc nhị thiếu cho thỏa đáng. Thúc phụ, từ khi nhị thiếu gia tiếp nhận vị trí của ta, cửa hàng bên ngoài bị bại hoại chỉ còn lại một quán rượu bây giờ còn hồ nháo như thế thúc phụ vì sao không khuyên can một hai thật nhìn gia nghiệp đoàn công bị bại hoại hết sao quản gia nghe an phúc mê sản lập tức nghiêm túc chuyện của chủ nhân cũng là ngươi tới nghi ngờ còn có sau này đối với nhị thiếu tôn kính một chút nhị thiếu chúng ta không phải là người tùy tiện có thể bắt nạt an phúc ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại khinh thường hắn cũng dám giả bộ trước mặt chó hư chờ hắn làm quán rượu sụp đổ còn có thể vênh váo ngón chân như thế. Quản gia nhìn cháu trai mình miệng phục tâm không phục, cũng lắc đầu thở dài. Tiếp theo hướng đoạn công bẩm báo việc này, đoạn công nghe được rất là kinh ngạc. Không nhìn ra nhị lan này làm việc lại quyết đoán như thế, hắn cười gật gật đầu. Người nghe theo nhị lan phân phó. Sau đó đoạn công phất phất tay, quản gia liền đi xuống an bài. Đoàn du trở lại thư phòng, trực tiếp lấy vải vóc ra, vẽ bản thiết kế cối xây đá và dùng cụ chân rượu lên trên. Thành công anh nhìn cảm thấy tim bị thắt lại một chút, nhị thiếu gia này chính là lãng phí a, nhị thiếu cậu không thể vẽ nhỏ một chút sao? Đây đều là tiền a. Mấy thợ thủ công đến, Đoàn Du lấy bản thiết kế đã vẽ xong ra, giải thích cho mấy thợ thủ công nên làm như thế nào. Thợ thủ công bị Đoàn Du lấy bản thiết kế tranh vải ra làm ngây ngẩn cả người, đồ chơi phá sản này, anh vẽ trên mặt đất cho chúng tôi không tốt sao? thật lãng phí. Hai ngày nay đoàn du liền mang theo thợ thủ công chế tác hai thiết bị này, cối xây đá ngược lại đơn giản, không có một ngày đã chế tạo thành công. Mấy chân rượu phiền toái một chút, bất quá cũng không bao lâu sẽ thành công. Đoàn du bảo hồ sa nhi lấy lúa mì bỏ vào cối xây đá, bảo hắn đi đẩy cối xây đá. Mấy người lập tức cười khổ, cối xây đá nhị thiếu nói thế nào cũng phải mấy trăm cân, người đây không phải là làm khó xe sao hồ sa nhi cũng không nghĩ quá nhiều đi lên liền đẩy cối xây đá chỉ thấy cối xây đá dưới sự thúc đẩy của hồ sa nhi không ngừng chuyển động bột mì cũng chậm rãi đi ra tất cả mọi người nhìn ngạc nhiên chỉ có thành công anh nhanh nhẹn cầm túi miệng còn nói tinh bột này đều rơi trên mặt đất lãng phí a à. tất cả mọi người phục nhìn đoàn du trong bụng nhì thiếu gia này vẫn có thứ gì đó đoàn du lại sắp xếp người khác đi xây mì bảo thợ thủ công làm thêm mười mấy cái cối đá như vậy đồng thời lại nghiêm túc nói với bọn họ, chuyện chế tác tinh mì này không nên nói ra. Mọi người nghe nói nhị thiếu gia giết chó, vội cam đoan giữ kín như bưng. Lại dặn dò thợ thủ công làm đồ chưng rượu, thấy hết thảy thuận lợi, liền dẫn hồ sa nhi và thành công anh ra ngoài dạo chơi. Đoàn du tùy ý ở trên đường đi bộ, không khỏi đi ra cửa thành, chỉ là hắn nhìn thấy một đám quần áo không che thân lưu dân đều đang cùng thủ vệ cửa thành thương lượng vào thành, nhưng thủ vệ chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ càng nhiều lưu dân ở bên tường thành dựng lều đơn giản khi đoàn du đến gần nhìn thấy một đám người toàn thân dơ bẩn nằm trong lều run lẩy bẩy ngay cả trẻ con ở đó gào khóc gào thét người lớn cũng không để ý tới khi đám lưu dân phát hiện đoàn người đoàn du lập tức vây lại quỳ trên mặt đất xin quý nhân ban chút thức ăn chúng tôi có thể bán đứa bé cho các người chỉ xin quý nhân cho chút tiền đoàn du cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại tình cảnh này hắn chỉ là ở trong sự sách thấy qua lưu dân thê thảm nhưng thật sự nhìn thấy một đám này trống rỗng hai mắt kia run lẩy bẩy thân thể cùng với kia đầy người dơ bẩn mới biết được cái gì gọi là sớm ăn chiều người như phù du đoàn du bảo hồ sa nhi đem tất cả tiền tài trên người chia cho những lưu dân này cửa thành nhất thời bị chặn chật như nêm cối đoàn du bên này còn đang ở trước mặt tán tài đồng tử trong cửa thành đi ra một kỵ sĩ, phía sau đi theo mấy chục tráng đinh. Thấy cửa thành bị chặn, chỉ nhíu mày, hạ nhân hiểu ý, lập tức xua đuổi bách tính cửa thành. Đám ác nô này miệng còn hô lớn, cảnh gia thiếu gia cảnh liệt ra khỏi thành săn bắn, tiện dân các ngươi còn dám cản đường, thật sự là không biết sống chết. Dân chúng bị đánh máu tươi giàn dụa, gào khóc tứ tán mà đi còn có mấy lão nhân không kịp chạy trốn bị mấy ác nô quyền đấm cướp đá mà ác nô trong miệng còn hung tợn mắng đoàn du híp mắt nhìn đám ác nô lao tới trong mắt lóe lên vẻ giận dữ khi ác nô còn chuẩn bị xua đuổi đám người đoàn du thì thấy đoàn du và hồ sa nhi đeo trường kiếm mà đoàn du lại càng là sĩ tử cũng chỉ vây quanh đoàn du không dám đi tới phía sau cảnh liệt nghe nói phía trước có một sĩ tử chặn đường xuống ngựa lại đây vừa thấy là đoàn du lại càng khinh thường thì ra nhị lan ở đây sao còn rảnh rỗi quan tâm đám dân đen này việc làm ăn của cửa hàng anh mặc kệ rồi nói xong lại vỗ đầu mình nói tiếp ngươi xem đầu óc ta này đoàn gia ngươi hình như chỉ còn lại một tử quán hơn nữa cũng muốn chết không muốn sống a à, ha 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 thành công anh nhìn thấy cảnh liệt trong mắt một cổ tức giận lóe lên tiếp theo chỉ trầm mặt nhìn đối phương bạn thiếu gia ở đây giải sâu vì sao lúc nào cũng gặp phải những con chó dữ này Hai ngày trước phiền lòng giết một con, hôm nay lại phải phí chút tay chân. Cảnh Liệt lập tức giận dữ, "Đoạn nhị Lan, ngươi ít ở đây giả bộ với ta, không phải là cảm thấy a à ông ngươi là Thứ Sử Lương Châu Diễu Võ Dương Oai ở đây sao, nên biết là mặt trời mọc thì lặng." Cái này cũng không cần Cảnh Đại Lang quan tâm, ít nhất chúng ta còn ở trên trời, nhà các ngươi đã mặt trời lặng Tây Sơn a. "Hừ, không chấp nhặt với một tiểu tử như ngươi, chúng ta đi." Cảnh Liệt nói xong, tức giận rời đi, ánh mắt càng lộ ra hận ý. Đoàn du nhìn cảnh gia rời đi, nhìn đám dân đói này sinh lòng thương hại, tiếp theo cao giọng hô to. Nhị thiếu ta thích ăn mì, đều theo ta về đoàn gia chế biến mì tinh. Cảnh liệt nghe đoàn du nói, không khỏi cười lạnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta sẽ chờ ngươi kéo đoàn gia sụp đổ. Chương 3 Kiếm của ngươi không đủ lợi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đôi mắt vốn tê dại của những lưu dân kia, nghe được lời của đoàn du, đều đột nhiên mở to, trong mắt xuất hiện hy vọng. Thành công anh nhìn đoạn thao tác này của du, như có điều suy nghĩ, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng. Khi đoàn du mang theo mấy ngàn lưu dân tràn vào đoàn gia, tất cả mọi người đoàn gia đều khiếp sợ nhìn tràn diện này, có hạ nhân vội hỏi hồ sa nhi chuyện gì xảy ra. Nhị thiếu nói thích ăn mì tinh, để những người này chế biến mì tinh. Mọi người nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm, nhị thiếu gia này a, à. Gia nghiệp đoàn gia làm cho ngươi bại hoại như vậy, lương tâm của ngươi không đau sao? Quản gia cùng cháu trai An Phúc lập tức chạy tới, An Phúc lại phái người trực tiếp ngăn cản đám người, vọt tới trước người đoạn du. Nhị thiếu, ngươi không xin chỉ thị của đoàn công. Đoạn du lập tức bình tĩnh nói với An Phúc, lần thứ hai. Chúng gia đình nhớ tới con chó chết kia, rùng mình một cái, nhưng đó là lần thứ hai liền giết chó, lần này sao không giết? Vẫn là tính tình bắt nạt kẻ yếu sợ cứng kia, suýt nữa bị ngươi lừa gạt. Quản gia nghe đoàn du nói xong sắc mặt đại biến, lập tức ngăn An Phúc lại, ánh mắt nghiêm khắc ý bảo An Phúc. Tiếp theo lại cười hiếp mắt nói với đoàn du, lão hủ sắp xếp ổn thỏa cho những người này, nhưng sau này tôi phải bẩm báo với lão gia một chút, dù sau đây cũng không phải chuyện nhỏ. Đoàn du nhìn chầm chầm An Phúc một chút, sau đó lại nói với quản gia rút ra tinh tráng từ những người này để cho bọn họ dùng cối làm mặt tinh tế đoàn du dẫn thành công anh và hồ sa nhi trở lại xưởng kiểm tra chế biến dụng cụ chưng rượu và cối xay đá quản gia cho người dàn xếp những lưu dân này tiếp theo lại bẩm báo việc này với đoàn công đoàn công nghe nói như thế thản nhiên thở dài dân sinh rất gian nan a à, nhị lan có thể biết dân gian khó khăn không dễ dàng a à, hết thảy dựa theo nhị lan nói đi làm quản gia kinh ngạc nhìn đoàn công hắn rất muốn nói đoàn gia chúng ta cũng không phải đặc biệt giàu có a à. quản gia cáo lui bắt đầu an bài những này lưu dân làm việc toàn bộ lũng huyện đều lưu truyền đoàn gia nhị lan lại phát bệnh dùng mấy ngàn lưu dân cho hắn làm tinh diện tất cả mọi người đang thở dài đoàn công này nhân kiệt như thế nhưng nhị tử này lại là ăn chơi trác tán gia nghiệp của lão đoàn công phỏng chừng sắp bị đoàn du bại hoại hết rồi đoàn du từ trong phủ tìm đến càng nhiều thờ thủ công để cho bọn họ dây chuyền sản xuất làm các bộ phận mài đá sau đó lại lắp ráp theo từng cái cối xây đá đi ra đoàn du lại không ngừng từ trong lưu dân rút ra người làm việc ra sức dùng cối xây đá đoàn du còn đang bận rộn kiểm tra tình hình xây mì thành công anh báo cáo với đoàn du phó quản gia an phúc đang đánh một số lưu dân đoàn du nhíu mày mang theo hồ sa nhi và thành công anh chạy tới chỉ thấy an phúc cầm roi không ngừng quất mấy lão nhân đứa bé bên cạnh nhào tới chắn trước người lão nhân cũng bị an phúc cầm roi quất hắn vừa đánh trên mặt còn lộ ra vẻ hưởng thụ đoàn du vẫn bước đi tới hạ nhân kéo an phúc ý bảo nhị thiếu gia đến nhưng an phúc vẫn đánh đứa bé kia một cái mới ngẩng đầu lên đoạn du sắc mặt nghiêm túc hỏi chuyện gì xảy ra an phúc khinh thường nói mấy lão già sức yếu không làm được bao nhiêu việc còn ghét bỏ thức ăn kém mấy ông lão lập tức quỳ xuống trước mặt Đoàn Du miệng hô to thiếu gia tiểu lão nhi là làm việc a à, nhưng một ngày chỉ cho một chén cháo loãng chính ta có thể sống nhưng cháu trai đáng thương của ta sống như thế nào a à, cầu quý nhân cho nhiều chén cháo để cho cháu trai của ta có thể kéo dài mạng sống an phúc lúc trước cảm thấy Đoàn Du nói lần thứ hai cũng không động đến mình hôm nay lại càng không kiên nể gì nhị thiếu gia lương thực dự trữ của chúng ta không nhiều lắm dân đen không làm việc còn lãng phí lương thực đoàn gia chúng ta như thế, cho nên ta giáo huấn bọn họ một chút. Đoạn du lập tức nở nụ cười, nhưng ánh mắt kia có chút lạnh lẽo. Mấy người bọn họ xin anh bác cháu, anh cứ quyền đấm cước đá như vậy. Đoàn gia hà thấy đoàn du tươi cười, nghĩ nhị thiếu gia này cũng sẽ nói, lần đầu tiên, lần thứ hai, chỉ biết giết chó, không dám giết người. Cũng là trong lòng khinh thường, nghĩ thầm nếu không phải là ngươi làm loạn sạp này, chúng ta mấy ngày này có cần phải bận rộn như vậy không không cần thủ đoạn nghiêm khắc đám người này không biết uy nghiêm của đoàn gia ta đây là giúp nhị thiếu gia giảm bớt phiền toái để đoàn gia phồn vinh đoạn du không ngờ an phúc lại không biết xấu hổ nói ra lời này đầu tiên là lắc đầu hắn nhanh chóng rút trường kiếm đâm vào ngực an phúc ánh mắt lộ ra hàng ý quản gia nghe nói an phúc đánh lưu dân thì sắc mặt đại biến lập tức hướng nơi này vội vàng chạy tới nhưng khi hắn sắp sửa chạy tới trước mặt, liền thấy đoàn du nhanh chóng rút trường kiếm ra, trực tiếp đâm vào tim An Phúc. Hắn muốn la lên dừng tay, nhưng động tác của đoàn du quá nhanh. Đoạn du nhẹ giọng nói. Lần thứ ba, đám hạ nhân bị đoạn du đột nhiên hạ tay độc ác trấn trụ, nhớ tới nụ cười vừa rồi của đoạn du da đầu lại càng tê dại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhị thiếu gia nói giết người là giết người, bọn họ đều sợ hãi, bọn họ không biết nhị thiếu gia này khi nào lại rút ra lưỡi dao sắc bén của hắn. An Phúc không thể tưởng tượng nổi nhìn đoạn kiếm trước ngực, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đoạn du lại đột nhiên hạ sát thủ. Ta là cháu trai quản gia, sao ngươi lại nói dết là dết? Bộ dáng nhu nhược bình thường của ngươi, đều là giả bộ sao? Trong mắt hắn chỉ còn lại có sợ hãi, cuối cùng chậm rãi không còn thần thái. Quản gia nhào tới trước người cháu trai, nhìn cháu trai miệng phun máu tươi hắn vô cùng hối hận gào khóc an gia ta chỉ có ngươi một nam đinh ta chỉ có hai nữ nhi thúc phụ vẫn đối xử với ngươi như mình nhưng điều này cũng chiều hư ngươi là thúc phụ hại chết ngươi lúc này đoạn công cũng nghe nói việc này hắn cùng cúc phu nhân vội vàng chạy tới khi hắn nhìn thấy quản gia nhào tới trước mặt cháu mình khóc trống trong mắt lại mang theo vui mừng cúc phu nhân nhìn tràng diện này lập tức lo lắng nhìn ấu tử của mình đoạn công đi tới tìm một cái tâm phúc, để hắn tạm thời phụ trách lưu dân sự sự. Lại gọi đoàn du và quản gia vào thư phòng của mình, sau đó trầm mặt hỏi quản gia chuyện đã xảy ra. Quản gia lúc này giống như mất hồn, bất quá đoàn công hỏi cũng là lấy lại tinh thần, hướng đoàn công giải thích chân tướng việc này. Đoàn công nhìn đứa con út của mình, thấy sắc mặt đoàn du rất bình tĩnh. Chỉ là đôi tay run nhẹ nhẹ kia, làm cho hắn nhìn ra tiểu tử này lần đầu tiên giết người sợ hãi. Đoàn công gật đầu, thỉnh thoảng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn đoàn du, lập tức hỏi, an quản gia cảm thấy việc này nên giải quyết như thế nào? An phúc chết chưa hết tội, nhị thiếu gia đã cho hắn mấy cơ hội, coi như nhân chí nghĩa tẩn. Đoàn công trầm tư một chút, nhìn quản gia cung kính, nhẹ nhàng gật đầu. Người chết đã đi, vẫn là người sống quan trọng, quan tâm hai nữ nhi của mình nhiều hơn đi. Đoàn công nói xong, lập tức phất tay bảo quản gia rời đi. Sau khi quản gia cáo lui, đoàn công nhìn ấu tử của mình, sắc mặt nghiêm túc. Kiếm của ngươi không đủ lợi, nhiều năm như vậy mới dám cầm lên. Về sau chú ý, đoàn gia ta làm việc khi nào như ngươi sợ hãi rụt trè, sản nghiệp gia tộc bị nhà khác đã kích không dám động đậy. Đoàn du lập tức cung kính hành lễ, ngoài miệng nói, vâng. Đoàn công mệt mỏi phất phất tay, đoàn du lập tức cáo lui. Đoàn du sau khi trở về lập tức đi công xưởng. Các thợ thủ công lập tức cung kính nhìn nhị thiếu, trong mắt mang theo kính sợ. Lập tức giới thiệu với Đoàn Du, linh kiện khí giới chân rượu sắp làm xong, một hai ngày nữa tất thành. Đoàn Du cũng không chú ý những thứ khác, chỉ là cùng thợ thủ công khẩn trương chế tác linh kiện, lại hai ngày nữa khí giới chân rượu rốt cục lắp ráp xong. Trên mặt Đoàn Du rốt cục hiện ra ý cười, cố gắng mấy ngày, chỉ xem khí giới này có đủ lực hay không. Chương 4 ngươi chính là đoàn gia lớn nhất tục vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đoàn Du lập tức bảo Hồ Sa Nhi đến hầm rượu lấy rượu, Hồ Sa Nhi có chút mơ hồ hỏi Đoàn Du. Nhị thiếu, rượu này lấy tốt còn lấy bình thường. Đoàn Du bất đắc dĩ nhìn Hồ Sa Nhi, thủ hạ của mình thật sự không đáng tin. Xe, đây đương nhiên là thứ tốt nhất rồi. Hồ Sa Nhi nghe mệnh lệnh của Đoàn Du lập tức đi lấy rượu, thành công anh nghe nói như thế khóe mắt co rút. Vẫn kiên trì khuyên can đoàn du Nhị thiếu gia Chúng ta lấy rượu bình thường thử xem Nếu không tốt còn có thể cải tiến một chút Tiết kiệm lãng phí tiền tài Trong mắt đoàn du tràn ngập tự tin Nhìn nhân tài mới thu này Không khỏi thấm thí nói với thành công anh À anh Kết cấu của ngươi nhỏ quá Chỉ là mấy vò rượu ngon thì tính là gì Sau này ta cho ngươi biết Cái gì gọi là tử trì nhục lâm Thành công anh trận mắt Khá hốc mồm nhìn đoàn du Tôi nói nhị thiếu gia, cậu gọi mấy món a, à, xây thành như vậy a. À. Còn kết cấu nhỏ, ca, kết cấu này của huynh, gia sản đoàn gia còn có thể kiên trì vài năm a. À. Tử Trì Nhục Lâm tựu không cần, ngươi có thể mỗi ngày để cho ta ăn thịt, ta cái này hơn 100 cân bán cho ngươi đoàn gia. Quên đi, dù sao mấy ngày nay liền chuẩn bị rời khỏi đoàn gia, tùy nhị thiếu gia hồ nháo đi. Hai ngày nay đoàn công cũng nhận được báo cáo của quản gia nói là nhị công tử nghiên cứu chế tạo hai vũ khí sắc bén, có thể làm cho việc làm ăn của đoàn gia cải tử hồi sinh. còn nói đoàn gia mới vào mấy ngàn gia đình, mỗi ngày tiêu hao lương thực rất lớn, còn cho người mới ăn mì. lão nhị này trước kia đã biết tiêu tiền, hiện giờ có thể kiên định làm việc đoàn công cũng là cao hứng. nhưng nghe nói hắn lại muốn rượu ngon mình cất giữ mấy năm, khóe mắt đoàn công giật giật. đứa nhỏ này a. À, kém không nhiều lắm a à, ngươi những năm này tai họa ta không ít tiền hơn nữa giao cho gia tộc ngươi sản nghiệp ta tiền tài này lại là nhanh chóng giảm bớt bây giờ lại lấy rượu ngon của ta ngươi biết đắt bao nhiêu không ngươi là đồ phá sản lấy một vò rượu cô độc ngũ kim lão đoàn công ngồi không yên lại để cho đứa nhỏ này tiếp tục gây họa ta chính là gia tài bạc triệu cũng gánh không nổi a à. thành công anh nhìn đoàn du bảo thợ thủ công đổ rượu ngon vào trong lò trong lòng nhỏ máu, đồ phá sản này. Nếu là giống của ta, ta giết chết ngươi. Rượu này uống hắn không thơm sao? Ngươi nhất định phải tai họa, cuộc sống quý tộc hắn thật sự không hiểu nổi. Khi đoàn công đi vào trong phòng, thấy mình năm vào rượu ngon đều đã mở ra, bước lên phía trước xem xét, toàn bộ là trống tuyết. Hắn dùng tay run rẩy chỉ vào đoạn du, râu cũng run rẩy. Ngươi là kẻ phá gia chi tử, ngươi có biết lão phu giữ mấy vò rượu ngon này không dễ dàng sao ngươi cứ như vậy gây họa cho lão phu rượu ngon là ông đánh chết ngươi đoạn công nói xong muốn động thủ đánh đoạn du quản gia vừa thấy không ổn lập tức giữ chặt hắn lão gia không đến mức đó chỉ có mấy vò rượu ngon đoạn du thất thần nhìn cha mình miệng vội vàng hô lớn con trai đây là rượu tiên ủ cho con sau khi uống xong con mới biết những thứ đó đều là tục vật Đoàn Công ngay ra một chút, tiếp theo giận dữ. An quản gia, ngươi tránh ra cho ta, ta đánh chết tên bại gia tử này là được. Còn tục vật, ngươi mới là tục vật lớn nhất nhà ta, gia nghiệp này làm cho ngươi bại hoại sạch sẽ. Cũng không trách Đoàn Công phẫn nộ như vậy, đối với một người uống rượu ngon mà nói, dày vò rượu cũng giống như giết bọn họ. Húng chi mấy vò rượu này là rượu cô độc, uống một vò, thiếu một vò. Đoàn Công cũng chỉ còn lại năm vò này vẫn luôn không nỡ uống. Cái này Hồ Sa Nhi cũng là thật sự, để cho hắn cầm tốt nhất, hắn thật sự là cầm tốt nhất, hơn nữa còn cầm cô tử. Đoàn công chính chuẩn bị rút đoàn du, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, lập tức không mắng nữa. Tiếp theo ánh mắt ý bảo đoạn du. Đoạn du lập tức cầm bát, mở miệng dùi ra, tiếp theo trong ống chảy ra một chén rượu, vội vàng bịt miệng lại. Đoàn công thấy chén đoàn du bưng lên đổ ra không ít rượu, đau lòng nhìn đoàn du, lập tức đi qua đoạt lấy chén. Tiếp theo lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn chất lỏng trong suốt, ngửi trong chén tảng mát ra mùi rượu nồng đậm, lại tham lam nhìn chén quỳnh chi ngọc dịch này. Đoạn công dơ bát lên uống một hơi cạn sạch, đoạn du muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ thấy sắc mặt đoàn công nhanh chóng biến đỏ, ánh mắt đột nhiên mở ra, tiếp theo lại chìm đắm trong đó. Tất cả mọi người lo lắng nhìn đoạn công, đợi một hồi, đoạn công cao giọng hô rượu thật mạnh, rượu thật thuần, rượu thật mạnh. Đoạn công ánh mắt có chút mê ly, tiếp theo dùng sức vỗ bả vai đoạn du, cười dài nói. Nhị Lan à, lần này làm không tệ. Tiếp theo xoay người lão đảo đi ra ngoài, quản gia lập tức đỡ đoạn công đi ra ngoài. Tất cả mọi người thất thần nhìn đoạn công rời đi, chờ bóng lưng đoạn công biến mất, vội vàng đều nhìn chầm chầm ống dẫn, điều này thật sự tốt như vậy. Đoàn du lại lấy bát ra, lại nhận nửa bát rượu, sau đó ngửi mùi rượu này, tiếp theo nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị coi như có thể, bất quá lại nhíu mày, cũng chính là hơn 30 độ, vẫn là công nghệ không được a. À. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm đoàn du, lộ ra nụ cười tham lam. Đoàn du đưa bát cho thành công anh, mỗi người uống một chút đi, tôi đoán tối đa còn có thể ra hai vò rượu. Thành công anh nhận lấy, chỉ là nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm giác thật là cay độc tiếp theo nuốt vào cổ họng theo cổ họng đến dạ dày đều như lửa đốt trong miệng tràn đầy mùi rượu cả người nóng lên thành công anh lại tham lam uống một ngụm vẻ mặt say mê bưng chén rượu mấy người đều căm tức nhìn hắn nhị thiếu gia bảo ngươi phân cho mọi người ngươi có mấy ý tứ a à, từng ngụm từng ngụm say mê a à. chúng tôi đang rất vội anh biết không mắt thấy thành công anh lại muốn uống ngụm thứ ba sắc mặt mọi người lập tức thay đổi ánh mắt như giết người nhìn chầm chầm hắn. Thành công anh lúc này mới phản ứng lại, xấu hổ cười cười. Tiếp theo đem chén đưa cho Hồ Sa Nhi, Hồ Sa Nhi một ngụm lớn khô một nửa, hai thợ thủ công sắc mặt đều đỏ bừng, ánh mắt đều phun ra lửa giận. Hồ Sa Nhi còn đang say mê, bị thành công anh đá một cước, lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức xấu hổ đưa cho hai cái thợ thủ công, hai người cũng là đều tự say mê uống lấy, thành công anh cùng Hồ Sa Nhi chỉ có thể khô cằn nhìn. Đoàn du khinh thường nhìn mấy người, tùy ý nói. Xem tiền đồ của các ngươi, sau này rượu nhiều như vậy. Nắm chặt, bỏ rượu vào bình. Xe, đi kéo thêm chút rượu, chúng ta tiếp tục ủ rượu. Đoàn du lại bắt đầu nghiên cứu khí giới này, lại cải tiến mấy chỗ dễ rò rỉ khí một chút, theo đoàn du không ngừng cải tiến, rốt cục chỉnh ra 70 độ. Khi đoàn du lại đến quán rượu nhà mình, chân trưởng quầy rung lên, cũng không dám nói làm ăn không tốt. Đoàn Du lập tức từ trong hương liệu trưởng quầy tìm được chọn ra có thể dùng, dùng nồi lớn dậy đầu bếp làm mì thịt dê thập cẩm. Sau khi mình nếm qua, rất là cao hứng, lập tức hưng phấn nói với trưởng quầy. Đưa cho các bạn một bát mì thịt dê thập cẩm, để bọn họ biết món ngon đoàn du tôi thích là như thế nào. Trưởng quầy chỉ có thể cười khổ, thành công anh nhìn cũng đau lòng, tiếp theo thực khách các bạn nhau nhau cảm ơn nhị thiếu gia này, đoàn du vẫn thản nhiên khoát tay áo như vậy. Chương 5 Giết người không thấy máu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đoàn du lại an bài thành công anh đi rải tin tức, nói đoàn gia có rượu mạnh, chỉ có hào kiệt mới có thể uống, mỗi vào 10 vàng, có thể uống ba vào vô sự, khen thưởng thiên kim. Chưởng quỷ bị thao tác của đoàn du dọa sợ, ánh mắt thành công anh lóe lên tinh quang, tiếp theo liền đi ra ngoài an bài. Thực khách ăn xong bát mì này, nhất thời biết cái gì gọi là mỹ vị, ăn xong lại gọi thêm một bát. Đoàn du xem xong mừng rỡ, hô lớn. Có thể cùng chí hướng với đoàn du ta, đều cho bọn họ nửa giá. Các thực khách nhau nhau trầm trồ khen ngợi, trên đầu ông chủ chảy mồ hôi, đoàn du vẫn tươi cười bình thản. Mấy ngày sau đó quán rượu đoàn gia buôn bán đột nhiên náo nhiệt, có người muốn ăn mì ý, có người muốn nếm thử rượu anh hào này. Đoàn du mỉm cười nhìn ông chủ, lúc này ông chủ thật sự cung kính với đoàn du, nhưng ông ta vẫn mơ hồ lo lắng sợ nhị thiếu gia vui vẻ lại bắt đầu miễn phí hôm nay đoàn du ở trong tiệm nhìn thấy một đám thực khách trong đó có một thiếu nữ áo trắng tóc đen còn chưa cập kê có vẻ đẹp khuynh thành tuyệt sắc vẻ đẹp câu hồn đoạt phách đáng tiếc trên mặt có một nốt ruồi đen lớn toàn bộ mỹ mạo bị phá hư không còn sóc lại chút gì giống như ông trời cũng ghen tị tuyệt sắc như thế dán một nốt ruồi đen lên mặt cô người chung quanh nhìn thấy thiếu nữ này đầu tiên là bị kinh diễm đến, sau khi nhìn thấy nốt trụi đen kia, lập tức liền thất vọng, nhao nhao xem thường rời xa thiếu nữ này. Đoàn du còn đang thưởng thức sắc đẹp, đột nhiên quán rượu vọt vào một đám đại hán, đẩy tất cả những người cản đường sang một bên, tiếp theo một thanh niên ăn mặc sĩ tử vượt đám mà ra. Đoàn du vừa thấy là cảnh liệt, trong lòng lập tức không có lòng thưởng thức mỹ nữ. Cảnh liệt trực tiếp đi về phía đoàn du, cao giọng gọi, đều nói đoàn gia có rượu mạnh tôi mang theo mấy chục người, chính là khiêu chiến phần thưởng ngàn vàng này, nhị lan dám nhận không? Đoàn du lập tức mỉm cười nói, anh cũng không hỏi thăm, đoàn gia tôi làm việc từ trước đến nay một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nếu đã nói ra, khi nào thì đổi ý? Đông đảo thực khách ăn cơm ở đoàn gia nhau nhau ủng hộ, hô lớn đoàn gia nghiệp sợ mấy phần thưởng kia. Lúc này thiếu nữ nốt trùi đen cùng huynh trưởng cũng bị náo nhiệt bên này hấp dẫn, cũng nhìn về phía bọn họ cảnh liệt mang theo hạ nhân tìm vị trí quỳ xuống sau đó hô lớn chưởng quay mau mang rượu lên hôm nay cảnh liệt ta dạy các ngươi một lần hào kiệt lương châu ta rất nhiều đoạn du chỉ lắc đầu tất cả mọi người đều hoang mang cảnh liệt càng nói đoàn gia không có phần thưởng không dám cho chúng ta uống rượu đoàn du khinh miệt nhìn cảnh liệt tôi sợ các anh say rồi ai đi trả tiền rượu cảnh liệt lập tức cười ha hả sau đó bảo người hầu mang đến ngàn cân đồng thau tiếp theo nói với đoàn du đoạn nhị lan những thứ này có đủ không người bên cạnh nhìn thiên kim này đều bị chấn động từng rương đồng thau này đem ánh mắt mọi người đều tránh không mở ra được đoàn du vừa thấy bộ dáng bị tửu sắc vét sạch cố ý khinh thường nói với cảnh liệt cảnh gia ngươi cũng chỉ có thể uống dao nướng bình thường một thiên kim miễn cưỡng đủ dùng anh hùng lệ chân chính ngươi cũng tiêu phí không nổi chớ nói chi là đi giành phần thưởng kia. Tất cả mọi người bên cạnh đều hít sâu một hơi, thiên hạ này còn có rượu ngon giá cao như thế. Cảnh liệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, lớn tiếng nói. Đoàn gia ngươi đang cướp bóc sao? Thiên kim chỉ có thể uống rượu bình thường. Người vây xem cũng gật đầu tư nghị, rượu đoạn gia này là tiên nhưỡng không được, giá cao như thế. Đoạn du vẻ mặt ghét bỏ nhìn cảnh liệt, muốn xoay người đi tới, bị cảnh liệt ngăn lại. Đoàn du khinh thường nhìn cảnh bỉ, sau đó chậm rãi nói. Anh hùng lệ, tên như ý nghĩa. Rượu này chọn người, không phải người có ý chí rộng lớn thì không được uống. Rượu này rất mạnh, so với dao nhỏ nung đỏ còn ác hơn. Rượu này rất thuần, thiên hạ khó có mùi rượu thuần khiết như vậy. Rượu này dư vị kéo dài, rượu ở trong miệng dư hương lượng lờ. Mọi người nghe đoàn du đánh giá về nước mắt anh hùng đều nhịn không được muốn nếm thử một chút rượu ngon độc đáo của thiên hạ này. Anh trai thiếu nữ nốt trùi đen nghe đoàn du miêu tả về rượu ngon, ánh mắt lóe ra ánh sáng, trong lòng ngứa ngáy. Đoàn du vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói. Thiên hạ hiếm có tiên nhưỡng, đoàn gia ta bán ngàn vàng một vò. Hơn nữa bởi vì sản lượng quá ít, chỉ có thể hạn chế mua. Ngươi muốn đánh cược, ngươi cảm thấy ngàn vàng có đủ không? Hay là uống dao nướng bình thường đi, không có tiền không cần sung mặt miễn cho tất cả mọi người khó làm người vây xem cũng ghét bỏ nhìn cảnh liệt thậm chí còn lớn tiếng nói đúng vậy cậu không có tiền giả bộ hào môn giàu có có thể uống rượu bình thường là được cảnh liệt nhất thời sắc mặt khó coi bất quá vẫn kiên trì nói cảnh gia ta còn thiếu mấy đồng tiền kia cùng đi lên quay đầu lại cảnh gia ta lấy mọi người cũng ồn ào đều cười ha ha cũng có người nói thiếu gia cảnh gia xem ra thật là quyệt nợ hảo thủ a à. đoạn du khinh miệt nhìn cảnh liệt lại muốn rời đi cảnh liệt nhất thời nổi giận hắn không thể dễ dàng tha thứ bị đoàn du khinh thường ta thu mua cửa hàng vải vóc cửa hàng lương thực của ngươi cũng phải mấy ngàn vàng nay ta đem khế ước thế chấp đặt ở đây ta muốn xem xem rượu mạnh nhà ngươi là hư danh hay là như lời ngươi nói cảnh liệt lại quỳ xuống nhưng thấy đoàn gia vẫn không có ai dân rượu nhất thời nổi giận đoạn nhị lan Ngươi có ý gì? Mọi người cũng nghi hoặc nhìn đoàn du, nhị thiếu gia này làm sao vậy, người ta đem cửa hàng đều giao cho cậu rồi. Đoàn du chậm rãi xoay người, ánh mắt khinh thường, lúc này mới chậm rãi nói. Ta nói rượu này chọn người, không phải người có lòng dạ rộng lớn thì không được uống. Nếu uống mạnh, sẽ xảy ra chuyện, ta đã nói với ngươi lợi hại. Ngươi uống mạnh, ta có giấy sinh tử, gặp chuyện không nên tìm ta cảnh liệt nhìn đoàn du lần lượt ngăn cản vốn còn đang nghi hoặc nhưng khi đoàn du lấy ra giấy sinh tử hắn đột nhiên cười ha ha đoạn nhị lan a à, đoạn nhị lan ta nói ngươi lần lượt ngăn cản ta ta còn tưởng rằng rượu nhà ngươi thật sự mạnh như lời ngươi nói hiện tại ta mới biết được ngươi chính là sợ lấy phần thưởng ta nói với ngươi hôm nay ta lấy được ta còn lấy phần thưởng anh hùng lệ của ngươi cảnh liệt nhận lấy giấy sinh tử của đoàn du trực tiếp viết tên mình lên đó sau đó ngẩng cao đầu còn chưa dâng rượu thành công anh vừa thấy cảnh liệt liền không ngừng đè nén hận ý của mình nhưng hắn chỉ trầm mặt nhìn đoạn du cùng cảnh liệt nói chuyện với nhau đột nhiên lộ ra ý cười bừng tỉnh mọi người vây xem đều lớn tiếng ủng hộ đoạn du gật gật đầu đám hạ nhân lập tức mang đến ba vào rượu mạnh cao độ lại đem chén rượu đặt trước mặt cảnh liệt cảnh liệt mở vào rượu ra mùi rượu mạnh nhất thời trang ngập quán rượu tất cả mọi người nhìn không được nuốt nước miếng thật không hổ là thiên kim nhất đàn a cảnh liệt ngửi thấy rượu ngon này không khỏi say mê trong đó tất cả mọi người không khỏi khẩn trương hận không thể thay cảnh liệt đi uống cảnh liệt trót một chén chỉ thấy rượu này trong suốt không có một tia vẫn đục tất cả mọi người thò đầu ra nhìn hắn bưng chén lên uống một hơi cạn sạch chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt kia nhất thời đỏ bừng toàn thân tự như thiêu đốt Thân thể cảnh liệt vốn bị tửu sắc đào khô, tự như một cổ lực lượng rót đầy toàn thân, so với hấp thu ngũ thực tán còn sản khoái hơn. Hắn tự như đang ở trong mây, rượu này giá trị thiên kim chân lệnh đường. Cảnh liệt lại rót thêm một chén, tiếp theo uống một hơi cạn sạch, miệng lớn tiếng hô. Rượu ngon. Khi hắn uống chén thứ ba, kìm lòng không được hô lớn. Đây là tiên nhưỡng huynh trưởng thiếu nữ nốt ruồi đen nhìn cảnh liệt uống nhiều không khỏi điên cuồng nuốt nước miếng thiếu nữ khinh bỉ nhìn huynh trưởng giòn giọng hỏi nhị huynh nhìn bộ dạng không có tiền đồ của huynh có cần phải như vậy không huynh trưởng hắn lập tức xấu hổ tiếp theo cười giải thích tiểu mùi rượu này thật không hổ là thượng phẩm mùi rượu nồng đậm như thế nước trong suốt như thế đoạn gia nhị lan cũng không có nói lời ngông cuồng nếu là thiên kim của ta cũng không đổi a à. Lúc này hai mắt cảnh liệt đã mê ly, mà lúc này Du không nhìn được lớn tiếng khen ngợi. Thật không hổ sau khi kiến uy đại tướng quân hào hùng như vậy. Nay đoàn gia ta đã chuẩn bị vạn kim, chỉ chờ cảnh huynh tới lấy. Người vây xem đều trầm trồ khen ngợi, hô to cảnh lan uy vũ, đoàn lan hào khí. Chương 6 Tới cửa đòi nợ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tại mọi người chúc mừng hạ, cảnh liệt bay, hắn nhân sinh nhiều năm như vậy, khi nào làm qua nhân vật chính, đều bị chính mình nhị đệ che lấp hào quang. Cảnh liệt hào hùng vạn trượng, bưng vào rượu lên rót vào miệng, đoạn du nhìn không khỏi nghe răng, rượu mạnh hơn 70 độ, vò này nói thế nào cũng phải năm cân. Thiếu nữ huynh trưởng nhìn thấy rượu không ngừng bắn ra, lòng như dao cắt. Khi cảnh liệt uống xong một vò, toàn thân như ở trong lửa, cả người như ở đám mây, mọi người hoang hô đã không nghe thấy thanh âm cảnh liệt mấy năm nay bị đệ đệ đè nén buồn khổ toàn bộ trang vào. Hắn rất muốn khóc, ta nhiều năm như vậy vì cảnh gia mà đổ máu đổ mồ hôi, người nào có thể hiểu được. Cảnh liệt lại mở ra một vò rượu mạnh, tiếp theo ngửa đầu uống mạnh, khi toàn bộ một vò rượu mạnh uống xong, hắn lớn tiếng khóc, lại lớn tiếng gầm rú. Hay cho một anh hùng lệ, đây không phải cô đơn lạnh lẽo, đây là hùng tâm tráng chí. Khi cảnh liệt lão đảo mở đàn thứ ba, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh mọi người không nghĩ tới như thế không chuyện ác nào không làm hào môn chi tử vậy mà lên tiếng khóc trống tâm của hắn không phải đã sớm chết đi sao hay cho một anh hùng lệ khơi dậy hào hùng năm đó khơi dậy trái tim lạnh như băng kia rượu mạnh vào cổ họng đã làm cho cảnh liệt mất đi sự ương ngạnh trước kia ánh mắt dịu ngoan kia rất khó làm cho người ta nhìn ra thiếu niên xấu xa kia cảnh liệt cuối cùng không uống hết vào rượu thứ ba hắn trực tiếp ngã xuống đất vò rượu cũng theo hắn ngã xuống mà vỡ nát thành công anh lạnh như băng nhìn hắn đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh mọi người cảnh gia nhanh chóng đuổi hắn đi để lại tiền tài cùng khế đất mọi người nhìn cảnh liệt hào hùng nhất thời bị côn trùng rượu ông lấy nhào nhào muốn rượu muốn đồ ăn cũng không thèm để ý làm cho người ta tê dại giá cả thiếu nữ huynh trưởng thật muốn nhìn đau điểm một phần anh hùng lệ nhưng vừa nghĩ thiên kim một vò kia cũng là héo chỉ có thể điểm đàn đốt dao nhỏ tán gẫu bày tỏ tâm ý bất quá sau khi hắn uống dao mổ tinh thần lập tức trung lên rượu ngon a à. nhưng lại nghĩ anh hùng nước mắt uống không được cũng có chút hứng thú rã rời ngày hôm sau đoàn du an bài người đi thu mua cửa hàng cảnh gia lại bị người cảnh gia đuổi ra đoàn du dẫn người trực tiếp đến cảnh gia thu sổ sách phát hiện người một nhà khoác ma mang hiếu thiếu chủ cảnh gia cảnh trung càng giận dữ mắng đoạn du đoạn du ngươi muốn thế nào đại huynh ta đã bị ngươi hại chết ngươi còn dám đến cảnh gia ta gây sự đoạn du cố tình giả bộ kinh ngạc nhìn cảnh trung tiếp theo cao giọng nói cảnh trung ngươi đừng nói xấu ta trong sạch đoạn du ta làm việc từ trước đến nay lỗi lạc khi nào thì làm chuyện xấu xa ngươi nói mọi người cảnh gia lập tức nổi giận chỉ thấy cảnh trung chậm rãi rút trường kiếm ra hạ nhân lập tức lấy vũ khí ra nhào nhào vây quanh đoàn du Đoàn du trầm tĩnh nhìn bọn họ, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay các ngươi rút kiếm với ta, ta sẽ khiến các ngươi không thu hồi được trường kiếm này. Theo bên này dương cung bạc kiếm, đại môn cảnh gia đi ra một tráng niên sắc mặt âm ngoan, đoàn du vừa nhìn là cảnh gia chủ cảnh bỉ. Đoàn du lập tức hành lễ với cảnh bỉ, lúc này mới ngẩng đầu nói. Hôm nay đoàn du ta đến cảnh gia thu nợ, lại không biết cảnh gia làm chuyện vô lại như thế đây là chuyện cảnh hầu sau này làm. Không sợ tổ tiên hổ thẹn. Cảnh Trung lập tức giận dữ, hắn phẫn hận nhìn đoàn du. Nếu ánh mắt có thể giết người, đoàn du không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Đoàn du, ngươi thiết kế hại chết huynh trưởng ta, còn dám nói xấu cảnh gia ta, chẳng lẽ kiếm của ta bất lợi sao? Cảnh Trung nói xong muốn lấy kiếm liều mạng với đoàn du, kết quả bị cảnh bị ngăn lại. Cảnh bị lập tức ngăn cảnh Trung lại, lập tức trăng dậy hắn lập tức thu hồi kiếm của ngươi chớ để người ngoài chê cười cảnh gia ta chờ đám người cảnh trung lấy binh khí đi lúc này mới cười nhìn đoàn du chỉ là trong mắt kia không có mỉm cười chỉ là lạnh như băng nhị lan đoàn gia thủ đoạn tốt a à, yên tâm cảnh gia ta còn không đến mức nghèo túng mấy cửa hàng cho không ra ngươi trực tiếp dẫn người đi đem hai cửa hàng kia tiếp thu đi đoàn du lập tức hành lễ với cảnh bỉ sau đó cáo từ mà đi Cảnh Trung nhìn bộ dạng ương ngạnh của đoàn du, nếu không phụ thân ngăn cản, hắn thật muốn một kiếm giết chết hắn. Ánh mắt hung ác vẫn nhìn chầm chầm đoàn du rời đi. Nhìn đoàn du rời đi, cảnh bỉ bùi ngùi thở dài. Gia môn bất hạnh, lại để cho một tên ngốc chặn cửa. Xem ra chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào thanh danh mà sống, cũng nên nhập sĩ rồi. Lúc này toàn bộ lũng huyện đều truyền ra, cảnh liệt uống nước mắt anh hùng quá nhiều mà chết, đoàn du chặn cửa đòi nợ. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, đoạn du này vẫn cương liệt như thế. Ai cũng không nghĩ tới đoạn nhị lan luôn luôn yếu đuối, trả thù lại hung ác như thế. Đều khuyên nhủ con cháu nhà mình, ít chọc giận đoạn du. Đoạn công nghe nói thủ đoạn của đoạn du, cảm thấy rất vui mừng, con trai rốt cục học được cầm dao. Thiên địa cá lớn nuốt cá bé này, có nhân tâm là không sai, nhưng không có sát tâm lại không cách nào đặt chân. Đoạn công lập tức gọi thủ hạ điền yến tới, vỗ vỗ bả vai điền yến nhẹ giọng nói công trì chú ý phản ứng của các nhà một chút nếu đệ tử gia tộc và nhị lan trở mặt ngươi không cần ra tay nếu trưởng bối các nhà mất mặt khi nhục ấu tử ta vậy để cho bọn họ biết kiếm của đoàn quýnh ta có lợi hay không điền yến kinh ngạc nhìn đoàn công hắn cũng nghe nói đoàn du thiết kế chuyện trừ cảnh liệt quả thật đặc sắc là nên ra tay đám thế gia này giống như quên mất tay lương chiến thần đối với địch nhân cũng không nương tay Điền Yến lập tức gật đầu, muốn cáo lui, lại bị đoạn công gọi lại. Tiểu tử nhà ngươi gọi Điền dự đi, để nó làm việc dưới tay nhị lan đi, chúng ta đều từ từ già đi, cũng nên bồi dưỡng hài tử một chút đi. Điền Yến hai năm nay cũng chán trường, từ khi bại bởi tiên ti, bị triều đình giáng chức làm thứ dân. Điền Yến đã bị đoạn công gọi tới làm phụ tá, xử lý một số chuyện ở Lương Châu. Điền Yến gật gật đầu, nghĩ tới tiểu tử nhà mình, khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra nụ cười không ngờ nhị lan tiến bộ không ít không còn hồ nháo như trước nữa lát nữa ta bảo dự nhi đi theo nhị lan hảo hảo học tập luôn đóng cửa tạo xe cũng không tiến bộ a à. hai người trò chuyện trò chuyện đoạn công để cho hạ nhân chuẩn bị tốt rượu thức ăn uống này anh hùng lệ cảm thấy nhất thời sảng khoái từ sau khi đoàn gia mài nhiều đá lưu lại càng ngày càng nhiều cám lúa mạch đoàn du lại bắt đầu chỉ đạo người ủ rượu dùng cám lúa mạch trộn lẫn với các loại lương thực khác để ủ rượu đang lúc đoàn du bận rộn hạ nhân đến báo có một thiếu niên tên là điền dự đến cầu kiến mình vừa nghe là điền dự đây chính là một vị anh kiệt lưu bị bỏ qua người lưu danh ở tam quốc chí mình rốt cục cũng có hiện tại đến đoàn du nghe xong mừng rỡ lập tức ra cửa nghênh đón điền dự điền dự vốn còn muốn hành lễ với đoàn du lại bị đoàn du lập tức nắm lấy cánh tay được rồi hai huynh để chúng ta còn cần lễ vật này sao điền dự có chút kinh ngạc nhìn đoàn du cũng thuận theo đoàn du vào phủ tiếp theo đoàn du mang theo điền dự giới thiệu xưởng xây và ủ rượu của đoàn gia điền dự nhìn hai mắt tinh quang buổi trưa lại gọi thành công anh cùng hồ sa nhi tiếp khách đi theo điền dự cùng nhau ăn uống mấy người trò chuyện cũng tương đối vui vẻ dù sao đều là thiếu niên tâm tính ngay từ đầu còn có chỗ cung kính, sau đó đều buông ra, rất nhanh tất cả mọi người quen thuộc. Sau đó Đoàn Du lại rút ra hơn 100 tinh tráng từ trong lưu dân, đặc biệt để Điền Dự phụ trách huấn luyện. Điền Dự lập tức mừng rỡ, mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình huấn luyện những sĩ tốt kia. Đoàn Du lại bảo Thành Công Anh rút những đứa trẻ thông minh ra khỏi đám lưu dân này, để bọn họ và những đứa trẻ trong quán rượu cùng nhau học chữ. Lại an bài cho Thành Công Anh mấy tâm phúc tiến hành chú ý quản gia. Đoàn du bên này một mực bận rộn, nhưng cảnh gia, từ sau khi cảnh liệt chết, cảnh gia trên dưới đều nghiến răng nghiến lợi với đoàn gia. Cha con cảnh bị bắt đầu mật nghị làm thế nào để gây thêm chút phiền toái cho đoàn gia, để đoàn gia biết, máu của cảnh gia hắn, sẽ không chảy vô ích. Chương 7 Cảnh nhà thiết kế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong mật thất cảnh gia, phụ tử cảnh thì thấp giọng bàn bạc riêng cảnh bỉ luôn tươi cười trước mặt mọi người, sắc mặt biến thành lạnh như băng dị thường, đôi mắt nhỏ nhắn kia, tản ra hàng khí lạnh như băng. Cảnh trung gần đây không ngừng tìm hiểu tình huống đoàn gia, nhưng biết càng nhiều, hận ý trong lòng lại càng lớn. Hiện giờ đoàn gia lưu dân chế tác bột mì, mấy ngàn lưu dân dễ dàng làm cho bọn họ tiêu hóa, đoàn gia tử quán buôn bán cũng càng ngày càng tốt. Trước kia đoàn quýnh chỉ mạnh hơn quân sự, tiền tài còn phải dựa vào chúng ta hôm nay hắn dựa vào chính mình trấn an lưu dân, càng có dư tài. Cảnh bị âm hàng nghe nhi tử oán giận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh. Lén lúc an bài người, nói lũng huyện có vô số tiền lương, đoạn thứ sử yêu dân như con, sẽ an bài thỏa đáng tất cả. Cảnh trung lần đầu nghe, không hiểu ra sao. Nhưng cẩn thận nhất phẩm, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Trong mấy ngày, các nơi lương châu truyền ra tin đồn đoàn thứ sử yêu dân như con, chỉ cần đến Lũng huyện sẽ có đường sống. Càng ngày càng nhiều lưu dân phản phất nhìn thấy hy vọng, toàn bộ tràn vào Lũng huyện. Ngoài thành lại có mấy vạn lưu dân tụ tập, hơn nữa còn có càng nhiều dân đói hướng Lũng huyện chạy tới. Năm ngoái gặp phải tình huống này, đều là từ các đại tộc xin chút lương thực cứu tế chút lưu dân. Nhưng năm nay các tộc đều hô năm nay hạn hán thiếu thu, nhà mình đều không có lương thực dư không thể cứu trợ lưu dân. Đoàn công lĩnh binh tác chiến quả thật có thể, bản thân Đoàn công chính sự cũng không am hiểu. Lương Châu vốn là vùng đất lạnh lẽo, huống hồ năm nay lại khô hạn ít mưa. Hiện giờ mấy vạn lưu dân đang đợi bên ngoài ký thành, Đoàn công cũng rất ưu sầu. Hắn muốn từ nhà mình điều động chút tiền lương, nhưng nhà mình tuy nói tự quán kiếm tiền, nhưng lại nhiều hơn mấy ngàn lưu dân cũng là khẩn trương a. Đoàn công vừa nghĩ nhi tử có thể đem quán rượu này làm phong sinh thủy khởi, có thể nuôi sống mấy ngàn lưu dân. Đã đến lúc để trẻ làm việc. Điền Yến bên cạnh cùng đoạn công giới thiệu xong tình huống, đoạn công vốn còn đang nhíu mày, trên mặt lại lộ ra ý cười. Điền Yến thấy đoàn công phái người đi tìm đoàn du, trong lòng không khỏi cười khổ. Ta nói huynh trưởng, người đây không phải là hồ nháo. Đoàn du hắn biết kinh doanh, nghe nói còn nuôi sống mấy ngàn lưu dân. Nhưng bây giờ là mấy vạn người, chính là các tộc hiến lương thực, cũng không nhất định đem những này dân chúng an trí. Đoạn du hắn là một tiểu tử, chẳng lẽ còn có tài năng của phạm lãi. Nhưng khi đoàn du đi vào, thi lễ với hắn và đoàn công, liền thấy đoàn công sụ mặt nói. Nhị Lan, phụ thân nhìn ngươi gần đây thiết thực, quyết định cho ngươi thêm trọng trách, này ngoài thành lưu dân ngươi nghĩ biện pháp an trí. Điền Yến vừa nghe cũng muốn che mặt, hai ta đều không giải quyết được vấn đề, ngươi làm khó hài tử làm gì hắn vừa định khuyên đoạn công một chút hai người lại nghĩ biện pháp bên này đoạn du cũng bắt đầu tố khổ chỉ là hắn thấy trong mắt đoạn du có một tia hưng phấn chợt lóe rồi biến mất điền yến nhẫn nại liền nhìn hai cha con trao đổi a à ông ta cái này làm cái này mấy ngàn lưu dân đều đã đủ gian nan cái này mấy vạn lưu dân có phải hay không hơi nhiều a à? đoạn công nghiêm mặt nhiều là ông năm đó bình định loạn khương chỉ có trường hợp nhỏ này tính là gì điền yến thiếu chút nữa bật cười không nghĩ tới huynh trưởng còn có thể lấy lời ép nhi tử đoàn du rất bất đắc dĩ a à, ai bảo cha mình a à, bất quá còn phải tranh thủ chút gì đó phụ thân để ta trấn an đám lưu dân này ngươi phải thỏa mãn vài điều kiện của ta đoạn công vừa nghe lập tức cười nói với điền yến công trì ngươi nhìn đứa nhỏ bây giờ xem làm chút chuyện đều đòi đồ đều là bị chiều hư a à. điền yến chỉ cười theo cũng không nói gì ngươi cũng là đủ rồi à chính mình giải quyết không được giao cho hài tử đứa nhỏ người ta đòi chút đồ ngươi còn ưỡng mặt nói ta hiện tại đều hoài nghi đây là loại của ngươi sao đoạn công nhìn điền yến cũng không tiếp lời con mình chính là cúi đầu không nói lời nào chỉ có thể khó xử nói ngươi nói đi chỉ cần không quá phận có thể thỏa mãn ngươi đoạn du vừa nghe ánh mắt sáng lên ngăn chặn sắc mặt vui mừng của mình nắm lấy ống tay áo đoạn công ta thiếu người, cho ta mấy ngàn tinh binh, vạn nhất lưu dân xảy ra loạn thì làm sao bây giờ? Còn có biểu huynh công tiết của ta cũng an bài cho ta. Với bản lĩnh này của ngươi, cho ngươi mấy ngàn tinh binh ngươi có thể khống chế được. Cho ngươi hai trăm cái tinh tráng đi, biểu huynh của ngươi xem khí giới, hắn nguyện ý theo ngươi, ta không ngăn cản. Đoạn du mừng thầm nhưng sắc mặt không thay đổi, lại bắt đầu tranh thủ điều kiện. Phụ thân lại để cho ta từ trong nhà rút ra năm ngàn kim, ta làm vốn khởi điểm. Đoạn Công vừa nghe, lập tức nổi giận. Tên khốn này, nếu ta xuất ra năm ngàn kim, ta sẽ không an bài sao? Nhiều nhất là một thiên kim, nhiều hơn một đồng cũng không có. Đoạn Du vừa thấy ông cụ chém có chút tàn nhẫn, chỉ có thể vẽ mặt đau khổ nói. A à ông, đây là mấy vạn lưu dân a, à, thứ cho nhi tử bất lực đoạn quýnh lập tức thất vọng nhìn ấu tử tiếp theo thở dài ai không nghĩ tới đoạn quýnh ta đến tuổi già lại không ai có thể phân ưu a à. nếu phan chí trương còn ở đây làm gì có khốn đốn như vậy điền yến cùng đoạn du đều xấu hổ nhìn đoạn công hai người lập tức hướng đoạn công thỉnh tội đoạn quýnh thấy đoạn du không hề động đậy cũng chỉ có thể cắn răng nói nhiều nhất đem đoàn gia ô bảo giao cho ngươi xử lý cái khác không có đoạn du có chút kinh ngạc phụ thân này từ khi nào giữ của như thế vội vàng hỏi đoạn công a à ông quán rượu nguyệt quan của chúng ta thu nhập hơn vạn kim rồi ngươi liền xuất ra thiên kim có phải hơi quá hay không a à? điền yến vừa nghe âm thầm tặc lưỡi trách không được đoạn công tìm ấu tử này nguyên lai có năng lực của phạm lãi a à? đoạn công lập tức xấu hổ ho khang một cái ngươi cái kia mấy ngàn lưu dân nuôi sống không tốn tiền sao đoạn du không nói gì chỉ yên lặng nhìn người cha già này. Đoàn công chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mấy năm nay triều đình tài chính khẩn trương, chúng ta lương châu phủ khố cũng không có bao nhiêu đồ vật, là ông xem tướng sĩ gian khổ, liền phân cho các tướng sĩ chút tiền tài, cũng để cho bọn hắn qua năm mới tốt. Đoàn du bất đắc dĩ nhìn lão phụ thân này, phụ thân mình cùng thủ hạ, lĩnh binh đánh giặc thì không cần phải nói, nhưng thống trị địa phương lại tạm được. Đoàn du chỉ có thể xin lệnh từ phụ thân, ai bảo mình có một lão phụ thân thích làm tán tài đồng tử. Đoạn công nhìn nhi tử rời đi, không khỏi thở dài. Hy vọng nhị lan có thể giải quyết việc này, nếu không, lương châu lại rối loạn. Điền yến nhìn đoạn công mệt mỏi, cũng không khỏi cảm thán. Nếu là đoàn công lúc còn trẻ, đám thế gia này dám không trả tiền, hắn thật dám phái binh đem bọn họ bình định. Hôm nay lớn tuổi, làm việc cũng không kiên cường như trước kia, thật sự là anh hùng tuổi xế chiều. Bên này đoàn du bảo thành công anh đi các cửa hàng lương thực huyện lũng bàn bạc chuyện dùng mì tinh đổi lúa mì. Tiếp theo mang theo hồ sa nhi đi kho hàng châu phủ tìm Cúc Nghĩa. Chỉ nhìn Cúc Nghĩa người đầy mùi rượu, còn đang uống rượu kém. Đoàn du vừa nhìn, nhíu mày, tiếp theo bảo hồ sa nhi mở vào rượu mang đến. Cúc Nghĩa lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn là đoàn du, trong lòng lại chua xót Rượu kém trong tay mình ném qua một bên, đoạt lấy vào rượu của hồ sa nhi đổ vào trong miệng. Rượu vừa vào cổ họng, lập tức như dao cắt, cả người nóng lên. Cúc Nghĩa lúc này mới tỉnh táo, sau đó lười nhác hỏi Đoạn Du. Nhị Lan đến biểu huynh có việc này. Sắc mặt Đoàn Du lập tức biến đổi, cố ý lớn tiếng nói. Đại huynh ta bị phạt ngọc môn, cũng không chán chường như ngươi. Thu dọn một chút, a à ông ta nói cho ngươi theo ta trở về làm việc. Cúc Nghĩa lập tức biến sắc, vội vàng lắc đầu. Ta không đi, ta ở lại đây. Ta cũng không sai, dựa vào cái gì phạt ta. Đoạn du nghiêm túc nhìn chầm chầm Cúc Nghĩa, trên mặt càng lộ ra thất vọng. Mẹ ta khóc cầu ông bà cho ngươi học binh sự, ngươi nhiều năm như vậy liền học được kháng mệnh phải không? Bây giờ con về Cúc Gia đi, lát nữa ta sẽ nói với mẹ, anh họ đã không còn là kỳ lân Cúc Gia nữa. Cúc Nghĩa lập tức kích động, hắn nhớ tới cha mẹ mình đi sớm, đều là cô mẫu cúc thị một tay nuôi lớn. Nhớ tới kỳ vọng của cô đối với mình, hắn thật không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô. Đoàn du xoay người muốn đi, trực tiếp bị cúc nghĩa giữ chặt, cúc nghĩa lộ ra nụ cười lấy lòng. Nhị lan kia, biểu huynh đi theo ngươi, dựng bảo ta theo ngươi làm gì. Khóe miệng đoàn du nhếch lên, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Rút cho ta hai trăm tinh kỵ, bảo vệ mấy vạn lưu dân bên ngoài, quay lại quý phủ tìm ta sau khi nói xong trực tiếp đem lệnh ném cho cúc nghĩa cúc nghĩa vừa nghe ánh mắt sáng lên một tay tiếp nhận thủ lệnh chương 8 ai là thợ săn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đoàn du trở lại đoàn phủ quan sát điền dự đang nghiêm túc huấn luyện thanh niên cường tráng phát hiện những người này đội ngũ không đồng đều tư thế đứng lười nhác đoàn du gọi điền dự đến bên cạnh dặn dò tư thế quân đội đời sau huấn luyện đội hình của hắn điền dự nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn đoàn du đều nói nhị lan công tử bột này xem ra lời đồn không thật hai người còn đang bàn bạc bà cách huấn luyện sĩ tốt thành công anh bên này bẩm báo với đoàn du nói các nhà đều đi nói chỉ có khương gia ra giá cao nhất vẫn là một thạch mới đổi một đấu mấy nhà còn lại ép giá càng ác hơn đều là một đá đổi hai đấu đoàn du gật đầu trực tiếp cùng thành công anh đi tới tiệm lương thực khương gia tiến vào cửa hàng lương thực trực tiếp bảo hạ nhân gọi quản sự tới. Ba người đoàn du đời không bao lâu, thiếu nữ nốt trùi đen lần trước gặp ở quán rượu cùng huynh trưởng đi tới, đoàn du cùng huynh trưởng hành lễ lẫn nhau. Mọi người đều tự ngồi xuống, thanh niên kia mới bắt đầu giới thiệu. Tại Hà Khương Huyền biểu tự trọng dịch, hiện tại giúp gia đình xử lý sản nghiệp. Đây là Khương Nhu Nhi, cũng giúp ta chia sẻ một ít chuyện trong nhà. Đoạn du giống như không nghe thấy Khương nói gì, chỉ nhìn chầm chầm Khương Nhu Nhi, hắn phát hiện nốt ruồi đen của thiếu nữ hình như lệch sang trái một chút. Nhìn đôi mắt linh động của thiếu nữ, có chút mất hứng, khiến trái tim đoàn du như bị kéo lại. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc đoàn du thất lễ, vừa thấy hắn còn đang nhìn chầm chầm Khương Nhu Nhi. Khương lúc này mặt đã giận dữ, Khương Nhu Nhi cũng nhíu mày. Thành công anh có chút xấu hổ, lập tức thấp giọng ho khan một tiếng. Đoạn du lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng xin lỗi tại hạ thất lễ rồi. Đoạn du lập tức mỉm cười nói, tại hạ đoạn du, hôm nay mạo muội tới chơi, muốn làm ăn với quý gia. Khương vốn có chút hảo cảm với đoàn du, nhưng lần này gặp mặt, khiến anh có chút thất vọng. Ta đã cùng ngươi quản sự nói chuyện này, giá cả không có cách nào cao hơn. Giá có thể, không biết quý điếm có thể ăn bao nhiêu. Cũng không sợ Khương Huynh chê cười, cha ta chuẩn bị cho ta cứu trợ lưu dân ngoại thành. Dù không có biện pháp tốt, chỉ có thể dùng mì tinh đổi lấy lúa mì, để lưu dân có đường sống. Khương vừa nghe trên mặt lộ ra kính trọng, đầu tiên là chắp tay hành lễ, lúc này mới lên tiếng. Đoàn công cao nghĩa, nếu năm nay không có hạn hán, Khương gia ta cũng nguyện cứu trợ lưu dân. Chỉ là nhà ta cũng có già trẻ a, à, bất quá đoàn gia có thể có bao nhiêu tinh diện, Khương gia ta đều có thể đổi. Đoạn du vừa nghe, sắc mặt mừng rỡ vậy thì đa tạ khương huynh hết sức ủng hộ a à? sau khi nói xong đoàn du lập tức cáo từ rời đi trước khi đi hắn cười với khương nhu nhi khương nhìn đoàn du rời đi lúc này mới trêu ghẹo em gái tiểu muội ta như thế nào cảm giác đoàn du tương đối vừa ý ngươi đâu ngươi nói hắn là không ghét bỏ dung nhan của ngươi đâu hoặc là hắn nhìn ra ngươi ngụy trang khương nhu nhi lập tức đỏ bừng mặt tiếp theo thản nhiên cười cũng không nói gì Mấy ngày sau đó đoàn du trực tiếp đổi và mua lúa mì vạn thạch từ Khương Gia, lại an trí toàn bộ mấy vạn lưu dân ở ô bảo đoàn gia. Vẫn là dùng sách lược của đoàn gia, trước tiên dùng cối làm mì, chờ đá mài ra rồi mới mài mì. Mà đoàn du lại bảo Cúc Nghĩa rút ra một ngàn huấn luyện cường tráng, đem sĩ tốt điện dự huấn luyện cũng nhập vào bộ đội Cúc Nghĩa, để điện dự tạm thời làm trợ thủ của Cúc Nghĩa. Chuyện đoàn gia và Khương gia đổi bột mì bị các nhà biết, các nhà đều tức giận mắng khương gia không phúc hậu đã nói cùng nhau nhằm vào đoàn gia khương gia ngươi chưa từng thấy tiền sao tiếp theo các nhà đều lén thương lượng với đoàn du cũng muốn đổi mặt nhưng bị đoàn gia cự tuyệt có quản sự không hiểu gia chủ vì sao phải đổi tinh diện liền hỏi gia chủ chính chúng ta cũng học đoàn gia chiêu lưu dân chế tác tinh diện vô cùng còn cần phải đổi a à. gia chủ này vừa nghe lập tức nổi giận lập tức giận giữ mắng mỏ quản sự một hòn đá ra một đấu mì đã là không tệ rồi, còn phải quản cơm, còn phải quản già trẻ bọn họ. Ngươi cảm thấy cái nào thích hợp? Đoạn gia này luôn cho là đương nhiên a, à, lòng mang nhân tâm, cũng không nhìn thắt lưng mình có bao nhiêu tiền lương. Còn ngươi, làm việc động não một chút, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, làm sao quản sự được. Quản sự kia bị mắng, chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi trên trán. Theo cối xây đá của đoàn gia càng ngày càng nhiều, đoàn du bắt đầu thu hoạch lúa mì quy mô lớn, nhưng điều khiến các nhà tức giận chính là, đoàn du vẫn chỉ đổi với Khương Gia. Theo đoàn du cùng Khương Gia bột mì đổi càng ngày càng nhiều, cảnh gia trốt cục nhìn không được. Bọn họ len lén liên lạc với quản gia đoàn gia, mỗi ngày đổi một lô bột mì. Mỗi khi một nhóm tinh diện đến, nụ cười trên mặt cảnh trung đều tăng thêm vài phần, thần sắc càng thêm đắc ý. Đoàn du, tôi cho cậu biết, ngàn phòng vạn phòng, trộm nhà khó phòng mà tất cả những điều này đã sớm bị thành công anh an bài cho tiểu hài tử phát hiện chỉ là đoạn du bảo thành công anh không nên gấp gáp lộ ra phái người theo dõi quản gia và những tâm phúc khác xem tiền lương bọn họ đổi lấy để ở đâu đoàn du điều toàn bộ xưởng xây của đoàn gia đến ô bảo gửi một lượng lớn bột mì vào trong phủ mỗi ngày lại đổi với khương gia chưa đầy một tháng thợ thủ công đã chế tạo ra mấy ngàn cái cối xây đá mà đoàn gia cũng có thể mỗi ngày sản xuất mấy vạn thạch tinh bột một lượng lớn mì tinh được gửi vào trong phủ, mà quản gia cũng càng ngày càng lớn mật, mỗi ngày đưa cho cảnh gia mấy ngàn đấu mì tinh. Theo đoàn gia không ngừng hấp thu lưu dân, mà lưu dân đến lũng huyện càng ngày càng nhiều, đoàn gia càng là một bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Các nhà đều đang đợi một ngày đoàn gia không kiên trì được, bọn họ cũng không tin, đoàn gia có thể tiếp tục thua lỗ. Hôm nay đoàn du đến tiệm lương thực Khương Gia, còn chưa nhập môn, Khương và Khương Nhu Nhi đã ra ngoài nghênh đón hiền đệ, mau đi vào, ngươi nói ngươi tới là tới mà, còn mang cái gì a? À? Nếu không có Khương Huynh hỗ trợ, đám lưu dân này cũng không dễ an trí, tay không mà đến cũng khó coi. Mấy người vừa nói vừa cười đi vào phòng khách Khương gia, Hồ Sa Nhi lập tức đem anh hùng lệ đưa lên. Khương sắc mặt đại hỷ, đoạn thiếu này chính là hào khí A. À? Đoàn du lại nhìn thấy mỹ nữ có đôi mắt linh động này, đôi mắt đen kịp dường như khiến người ta rơi vào chỉ là phát hiện vị trí nốt ruồi đen lần này không có thay đổi trong lòng thầm than cô nương tâm tư thật tinh tế khương vừa nhìn lại nhíu mày ngươi đây là coi ta là người chết sao không thấy huynh trưởng nàng ở ngay bên cạnh ngươi liền không kiên nể gì như thế sao không phải chỉ là một vò rượu khương ta hiếm là chút đồ trong chén này sao sắc mặt hắn có chút rối rắm vẫn cắn răng nói không biết hiền đệ lần này tới có chuyện gì quan trọng Đoạn Du mỉm cười chào hỏi Khương Nhung Nhi, lúc này mới cười đáp lời. Lần này lượng tương đối lớn, không biết Khương huynh có thể ăn. Khương vừa nghe là làm ăn, không phải chú ý em gái anh, lập tức hào khí đại phát. Hiền đệ đây là khinh thường huynh trưởng a, có bao nhiêu, Khương gia ta liền ăn bấy nhiêu. Đoạn Du cười khẽ nói, 10 vạn thạch tinh diện. Chỉ là 10 vạn thạch, có thể có bao nhiêu đại sự a? khương nhu nhi bên cạnh lập tức nháy mắt với huynh trưởng khương lập tức biến sắc thanh âm có chút run rẩy hiền đệ nói là 10 vạn thạch tinh diện đoạn du gật đầu khương hít sâu một hơi đây là hơn trăm vạn lúa mì a à. khương gia đã cùng đoàn gia đổi 40 vạn thạch lúa mì lại đổi trăm vạn thạch lúa mì tồn kho này cũng có áp lực a à. tuy nói lượng lớn nhưng có lợi nhuận vẫn có thể đánh cược một lần hiền đệ yên tâm huynh trưởng vẫn có thể nghĩ biện pháp kiếm được lúa mì. Đoàn du thấy Khương có chút miễn cưỡng, không khỏi mỉm cười nói. Nếu đại huynh quả thật khó làm, có thể lấy chút ngô cùng vải thô đổi, tiểu đệ cũng có thể tiếp nhận. Khương vừa nghe, mặt không khỏi vui mừng, nếu không dùng lúa mạch trao đổi, thao tác này rất tốt. Cái này đơn giản, vi huynh sẽ không để hiền đệ chịu thiệt. Đoạn du cười hít mắt trời đi, Khương nhu nhi bên này lại lâm vào trầm tư, hắn nhìn thấy sắc mặt vui mừng của huynh trưởng, luôn cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy. Khi nàng nhìn thấy vào rượu mạnh đoàn du đưa cho huynh trưởng, ánh mắt không khỏi sáng lên, vội vàng gọi Khương. Nhị huynh, đoàn du đang nhắc nhở huynh, không nên tồn tinh diện, hắn đang thiết kế mưu cảnh gia. Khương nghi hoặc nhìn tiểu muội Khương nhu nhi vội vàng giải thích. Nhị huynh, nếu đoàn gia có lợi khí có thể một thạch lúa mì, sản xuất ra không kém bao nhiêu thạch tinh mì, huynh cảm thấy hậu quả sẽ là gì khương vừa nghe cảm thấy không có khả năng nhưng nếu là thật không khỏi hít một hơi khí lạnh nếu như tiểu muội nói đến lúc đó giá tinh diện sẽ xuống dốc không phanh thiên hạ thật sự có lợi khí như vậy cho dù có sao lại nói muốn mưu cảnh gia chướng khương nhu nhi không trả lời nhị ca mà trực tiếp hỏi ngược lại cảnh liệt chết như thế nào uống quá nhiều rượu khương nói xong bừng tỉnh đại ngộ hay cho đoạn nhị lan, mưu lực thật sâu, nếu không phải tiểu muội nhắc nhở, khương gia chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nào có, ta đây cũng là đoạn nhị lan nhắc nhở sau mới biết được. Sau khi nói xong, Khương Nhu Nhi lộ vẻ vui mừng, trong mắt lại mang theo kính nể. Khương cũng không để ý thần sắc của em gái, chỉ là vẻ mặt đau khổ, không khỏi oán giận. Lần này để cho này đoạn nhị lan hãm khổ, này anh hùng lệ, ta là không có tâm tình uống chương 9. Bắt đầu thu lưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau đó mấy ngày Khương Gia bắt đầu lén lút cùng nhà khác đổi tinh diện, từ đó kiếm chút trên lệch giá. Mà khẩu vị quản gia cảnh gia và đoàn gia càng lúc càng lớn, hiện giờ đã đổi hơn hai vạn thạch tinh diện, đoàn du muốn bắt đầu thu lưới. Chỉ là đêm hôm đó, thành công anh nói người canh gác phát hiện quản gia thả đồ xuống giếng nước đoạn gia. Đoàn du biết quản gia rốt cuộc vẫn không nhìn được nữa. Giữa đêm khuy du gọi Cúc Nghĩa tới, bắt toàn bộ quản gia và tất cả những người tham gia đầu cơ trục lợi đoàn gia. Quản gia còn muốn phản kháng, nhưng khi hắn nhìn thấy đoàn du, biết tất cả đều đã định cục. Đoàn công nghe thấy động tỉnh bên ngoài, vội vàng chạy tới, thấy đoàn du đã bắt được quản gia và tâm phúc, có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt đoàn du trở nên lạnh như băng cung kính trả lời câu hỏi của cha. Đầu cơ trục lợi mì tinh của Đoàn gia bỏ độc vào giếng nước. Đoạn Công thất vọng nhìn quản gia, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi quản gia. Anh có muốn nói gì với tôi không? Chú công để cho ta quan tâm người sống, ta làm. Ta biết ta sắp chết, ta nghĩ biện pháp cho hai nữ nhi kiếm chút tiền tài. Vẻ mặt quản gia vốn cô đơn, đột nhiên trở nên dữ tợn, anh âm ngoan nhìn về phía Đoàn Du chính là tên công tử bột này, dết cháu trai ta, để cho ta an gia tuyệt hậu. Ta không muốn báo thù, nhưng ta không làm được. Ta thấy bộ dáng vênh váo tự đắc của hắn mỗi ngày, lòng ta liền đau như dao cắt. Đoàn công bất đắc dĩ nhìn thủ hạ của mình, đi theo mình mấy chục năm, hắn đã cho hắn cơ hội. Ngay khi đoàn công chuẩn bị cho thủ hạ xử tử quản gia thì bị đoàn du ngăn lại. Đoàn công nghi hoặc nhìn ấu tử của mình, Đoạn Du bước lên phía trước thấp giọng giải thích với Đoạn Công. Đoạn Công gật gật đầu, tiếp theo liền thở dài một tiếng rời đi. Đoạn Du lệnh cho Cúc Nghĩa xử tử toàn bộ tâm phúc của quản gia, những người đó nghe được tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà Đoạn Du chỉ lạnh mặt bất vi sở động. Quản gia thấy Đoạn Du không giết mình, có chút kinh ngạc, lập tức vẫn mạnh miệng. Lão hủ chỉ muốn nhanh chóng muốn chết, ngươi cũng đừng phí tâm tư gì. Đoạn Du cũng không thèm để ý, chỉ sâu kín nói. Hai nữ nhi kia của ngươi, vừa lập gia đình không lâu, đã bị cả nhà bình diệt, ngươi cũng nguyện ý. Mọi người không khỏi cả người rét run quản gia lại xanh mặt nhìn đoàn du. Đoàn du, họa không bằng người nhà, anh không sợ gặp báo ứng. Đoàn du đối mặt với tiếng trống giận của quản gia, chỉ khẽ mỉm cười. Vậy phải xem biểu hiện của em, có lẽ anh vui vẻ quên mất chuyện này. Quản gia nghe nhị thiếu tùy ý nói nắm giữ tính mạng người nhà mình, giống như điều khiển con kiến hôi. Hắn chán nản quỳ xuống, thật sự rất hối hận, vì sao phải chọc cái này sát tinh biến thành như vậy. Hắn vẫn khuất phục, hắn biết thời đại này muốn sống sót thật sự rất khó. Chính mình đã già hủ, nhưng nữ nhi của mình mới lập gia đình không lâu, thật sự cũng để cho bọn họ chôn vùi. Anh không biết Đoạn Du có buông tha cho các con gái một con đường sống hay không, nhưng anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Mấy ngày sau đó quản gia liên lạc với cảnh gia, Tinh Diện đoàn gia không ngừng đổi sang cảnh gia. Ban đầu cảnh gia còn có thể dùng đồng tiền đổi, cuối cùng chỉ có thể cắn răng dùng lương thực vải vóc đổi. Mà Tinh Diện đổi đã vượt qua 20 vạn thạch, cảnh gia cũng chịu không nổi. Hắn nghĩ không rõ vì sao đoàn gia có nhiều mì tinh mới mẻ như vậy, luôn cho rằng mì tinh của đoàn gia sắp bị mình thu hết rồi. Ngay khi bọn họ sắp không kiên trì được, lần này quản gia đoàn gia lại phái người truyền lời đây là hàng dự trữ cuối cùng của đoàn gia làm xong một nhóm này hắn phải rời khỏi đoàn gia nhưng số lượng lại có mười vạn thạch tinh diện người cảnh gia do dự nhưng vừa nghĩ tinh diện trong tay mình rẻ như thế vận chuyển đến khu lạc dương ít nhất có thể phiên một phen mà đoàn gia cũng sẽ ở trong này nguyên khí đại thương cảnh bỉ trực tiếp đánh nhịp ăn nhóm mì tinh này ánh mắt âm ngoan kia nhìn về phía xa xa hắn muốn đoàn công biết cảnh gia ta làm việc không giống với võ phu các ngươi sau khi cảnh gia thuận lợi cùng quản gia giao dịch xong đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ đang chờ đoàn gia nghèo túng lúc này đoàn du đã đem toàn bộ tiền tài lương thực quản gia giao dịch vận chuyển về đoàn gia hắn cho quản gia cùng hai nữ nhi nhà hắn một ít tiền lương lập tức mặt lạnh nói nắm chặt đi thôi cho dù ta buông tha ngươi cảnh gia cũng sẽ không tha cho ngươi ngươi hẳn là hiểu Quản gia kinh ngạc nhìn đoàn du, hắn không thể tin được nhị thiếu gia quyết đoán sát phạt này sẽ buông tha cho mình. Mà thủ hạ của đoàn du cũng kinh ngạc nhìn đoàn du, chỉ thấy đoàn du bình thản khoát tay áo. Hắn không muốn làm sát người, chỉ cần không trở ngại con đường của mình, cần gì phải đi gặp huyết tinh kia chứ. Quản gia nhìn theo bóng dáng đoàn du rời đi, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu với đoàn du. Trong mắt hắn đầy nước mắt, hắn hối hận mình có mắt không trồng anh chủ như thế lại nhất định phải đối địch với hắn giao dịch với cảnh gia xong chưa được mấy ngày trước cửa tiệm lương thực đoàn gia tụ tập các quản sự chỉ thấy đoàn du từ cửa đi ra bảo hạ nhân lấy ra một tấm bảng đặt ở cửa tiệm lương thực chúng quản sự vừa nhìn không khỏi nhao nhao tức giận mắng một thạch lúa mì của ngươi có thể đổi lấy năm đấu tinh diện thật sao khương gia tầm quá đen tối hắn dĩ nhiên đổi chúng ta không đến một đấu số tiền này đều kiếm lời, tâm không đau sao. Cảnh gia đổi càng ít, một chữ tham này, nền khắc trên mặt cảnh gia hắn. Từ khương gia giao dịch gia tộc, không khỏi nhau nhau tức giận mắng, cảnh gia sắc mặt lại tái nhật. Các nhà nhau nhau tràn vào đoàn gia, mà đoàn gia ai đến cũng không cự tuyệt. Theo đổi càng ngày càng nhiều, các nhà sợ hãi, nhau nhau định chỉ thu mua. Mà đoàn gia một đường giảm giá, trực tiếp làm thành một thạch tinh diện đổi lấy một thạch lúa mì. Tiếp theo đoàn du lại bảo thành công anh truyền ra tin nhắn ở huyện Lũng, mì tinh không dễ lưu trữ, không bằng lúa mì chịu đựng lưu trữ, chỉ có thể lưu trữ mấy tháng. Lũng huyện Phàm là gia tộc đổi tinh diện đều hoảng hốt, không ngừng học máu bán tinh diện. Chư vị khách quan, trương gia ta tinh diện tiện nghi, chỉ cần một thạch tinh diện là có thể đổi ba thạch lúa mì. Lý gia chúng ta, một thạch tinh diện đổi, hai thạch lúa mì. Không ai trong số họ có lương tâm và chúng tôi trả lại cho khách hàng cũ và mới của mình để đổi lấy một hòn đá lúa mì. Mặc kệ tiếng rao hàng hấp dẫn người như thế nào, nhưng vẫn như cũ không ai dám đổi nữa, thậm chí cũng không muốn đi mua. Khi đồ vật có giá trị cao, mọi người đều đi tranh mua. Nhưng khi giá trị xuống dốc không phanh, cho dù là đồ tốt cũng không ai hỏi thăm. Cả nhà cảnh Bỉ nhìn mì tinh đầy kho đều vẻ mặt ưu sầu, nhìn hạ nhân mỗi ngày đều ăn mì tinh làm bánh hồ tim cảnh bỉ đều tan nát cảnh trung ăn mì sợi hạ nhân đưa lên vẻ mặt vẫn ưu sầu nhìn phụ thân a à ông ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ cảnh bỉ hít mắt hung hăng cắn một miếng bánh làm sao bây giờ bảo quản sự nghĩ biện pháp bán đi cho ta bán không được đem bọn họ cho chó ăn hạ nhân nghe hai cha con nói chuyện không khỏi cả người rét run các quản sự đều vội vàng lau mồ hôi trên trán mình mỗi cửa hàng lương thực nhìn tinh bột của mình bị bán rẻ lòng như dao cắt khuôn mặt dữ tợn dọa chạy không ít khách hàng mà đoạn du lại lặng lẽ an bài thành công anh bảo hắn âm thầm lấy đi những tinh diện này các nhà phát hiện tinh diện của mình đều không còn bao lâu lúc này mới kịp phản ứng lúc muốn đi đoàn gia đổi lại tinh diện phát hiện đoàn gia không biết xấu hổ này tăng giá lại khôi phục thành một thạch lúa mì đổi năm đấu tinh diện cảnh trung nghe nói giá mì tăng lập tức hưng phấn báo cáo phụ thân nhưng khi hai cha con vui vẻ đến cửa hàng lương thực quản sự lập tức đón gia chủ vào lập tức cao hứng bẩm báo Chú công đại hỷ a à, đại hỷ sự cảnh bỉ cũng khôi phục nụ cười vỗ vỗ bả vai quản sự lập tức nhẹ giọng hỏi a à tài việc vui gì vậy ta cái kia bốn mươi vạn tinh diện mấy ngày nay toàn bộ bán đi Chú công không cần vì chuyện này mà phát sầu quản sự nói xong còn một bộ cung kính đang chờ gia chủ khích lệ nhưng phụ tử cảnh bỉ vừa nghe sắc mặt hai người đều thay đổi nụ cười vừa rồi còn treo trên mặt càng trở nên dữ tợn cảnh bỉ trực tiếp rút bội kiếm ra trực tiếp đâm vào thân thể quản sự quản sự không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh bỉ cảnh bỉ càng rút trường kiếm ra không ngừng chém loạn trên người hắn còn vừa tức giận mắng đồ chó ngu xuẩn ngu ngốc lấy ngươi cho chó ăn ta sợ chó ăn sẽ biến thành ngu xuẩn cảnh trung ngơ ngác nhìn phụ thân này phụ thân khi nào như thế bạo lực đám hạ nhân cũng ngây ngẩn cả người ai nấy đều không biết làm sao chờ cảnh bị chém mệt lúc này mới ném trường kiếm xuống đất trên mặt cũng khôi phục nụ cười nhưng nụ cười này làm cho hạ nhân cảm giác càng là trái tim băng giá đem con chó này cho ta ăn nhưng cảnh bị phân phó hạ nhân đều sững sờ ở nơi đó điều này làm cho nụ cười kia lại lần nữa biến mất. Cảnh Trung nhìn bộ dáng không biết làm sao của hạ nhân, vẫn yếu ớt hỏi. À ông kia, không phải ngươi nói, chó ăn hắn, đều sẽ biến thành ngu xuẩn sao? Ta còn cho chó ăn sao? Cảnh bị trực tiếp tác con trai một bạt tai, có chút giận dữ không tranh giành. Vậy sẽ không giết con chó ngu xuẩn kia nữa. Chuyện này, còn cần hỏi ta. Chương 10 Đoàn gia có người kế tục bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Toàn bộ các nhà đầu cơ trục lợi ở Lương Châu, ai nấy cũng đang ân cần thăm hỏi đoàn du. Mắt thấy tiền lương của mình, cứ như vậy bất tri bất giác trở nên ít đi, để cho bọn họ mỗi người đều tâm như đau cắt. Bọn họ không chỉ hận đoàn du, mà còn nghiến răng nghiến lợi với Khương Gia, Cảnh Gia. Hai nhà này cũng là đồng lõa, nếu không là hai nhà liều mạng mua mì, chúng ta sẽ theo phong trào. Cảnh bị phẫn hận giết người giết chó, Khương chỉ có thể uống rượu mạnh, mượn rượu tiêu sầu. Năm nay, đoàn gia lại quá vui sướng, không ngừng dết heo dết dê, còn không ngừng chúc mừng. Đoàn công luôn thần tình băng hàng, hôm nay cũng bị náo nhiệt này hòa tan khối băng, trên mặt hiện ra nụ cười. Mấy năm nay, bị những thế gia này bằng mặt không bằng lòng, khiến cho hắn có chút chật vật. Nhưng mấy tháng nay, các nhà lương châu lần đầu tiên lĩnh hội, nhi tử lật tay làm thủ đoạn mây mưa không chỉ đem sáu bảy vạn lưu dân an trí thỏa đáng, hơn nữa các nhà tiền tài đều bị Đoàn Gia cướp sạch không còn. càng là vì ra một ngụm ác khí, hắn sao có thể không cao hứng? Đoàn Công gọi Đoàn Du đến bên cạnh mình, lập tức cao giọng giới thiệu với khách khứa: đây là lão phu ấu tử Đoàn Du, các vị cũng làm quen một chút. ở Lương Châu nếu ai dám khi dễ hắn, đó chính là đào rễ của lão phu. Đoàn Công vừa dứt lời, tân khách bên dưới lập tức phụ họa tướng quân, trên địa giới Lương Châu ai dám trêu chọc Nhị Lan, cuối ngày hôm sau sẽ dẫn binh tiêu diệt bọn họ. Hừ, chỉ có ngươi có bản lĩnh. Toàn bộ Tây Lương ai không biết quy lực của tướng quân, ai dám trêu chọc, đi xem kinh quan tích thạch sơn trước đi. Đúng vậy, ở Lương Châu, chỉ cần nhị thiếu báo ra phòng hiệu của đoạn gia, ta còn không tin ai dám trêu chọc. Đoàn du vừa thấy khách khứa phía dưới đều là hán tử cao lớn thô kệch, rốt cuộc cũng biết vì sao nhiều năm như vậy, lão phụ thân quẩn bách. Đoạn công phất phất tay, tân khách bên dưới lập tức ngừng nghị luận. Đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi lão phu tướng quân nữa. Các ngươi cũng là đô úy, cũng nên đọc nhiều sách, không thể chỉ biết thất phu chi dũng. Những hán tử cao lớn thô kệch này, lập tức không nói lời nào, cả đám đều xấu hổ dị thương. Đoạn công có chút bất đắc dĩ, hắn biết đám người này. Để cho bọn họ lĩnh binh tác chiến, không có vấn đề nhưng để cho bọn họ đọc sách, so với giết bọn họ còn khó hơn. Mình tuổi này đã cao, còn không biết có thể che chở bọn họ bao lâu. Hắn không khỏi nhìn về phía nhi tử, vẻ mặt trầm tĩnh ngồi sổng ở nơi đó, cũng không có bởi vì những thành tích này đắc chí. Chính mình là xem nhẹ hắn, cho rằng chỉ là cái nhu nhược thiếu niên, không nghĩ tới, lại ngực có thao lược. Đoạn công trên mặt lại lộ ra ý cười, lập tức phất tay, bảo hạ nhân mang rượu ngon tới khi rượu ngon dân lên trên bàn, những tân khách kia toàn bộ quỳ xuống trước, an tĩnh ngồi ở đó. Uống chè chén. Đoạn công vừa dứt lời, đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt, những hán tử kia, trực tiếp mở vào rượu ra, trực tiếp rót vào trong miệng. Cả đám sắc mặt đỏ bừng, trong mắt toát ra tinh quang, tiếp theo lại rót vào miệng. Đoàn du nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới, càng bội phục cha mình. Hiện giờ đoàn công đã sớm không làm đại tướng, nhưng thủ hạ những người này đều là đô úy, nhưng ở đoàn công trước mặt, như cũ lệnh hành nghiêm cấm. Chờ tiệc rượu tan, đoàn du lắc lư trở lại cửa nhà mình, lại nhìn thấy thành công anh đang chờ đợi. Trong lúc đoàn du còn đang nghi hoặc, thành công anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt đoàn du, hành lễ lớn với đoàn du. Thần thành công anh nguyện vì chúa công mà đau lòng, không tiếc. Đoàn du nhất thời sửng sốt, sau đó mừng rỡ, vội vàng đỡ thành công anh dậy. a à anh, anh biết không? Em chờ anh nhận em làm chủ đã lâu rồi." Đoạn Du vừa nói, vừa vỗ vai Thành Công Anh. "Đây là vị mưu sĩ đầu tiên của mình, đây cũng là thành viên thứ nhất của mình. Thần tên là Thành Công Anh, tự nhân kiệt. Vốn cũng là nhà thi lễ, nhưng khương loạn thì trong nhà bị hại, chỉ có ta được hộ vệ bảo vệ có thể sống một mình. Chờ sau khi khương loạn bình định, chờ ta về nhà, toàn bộ gia sản bị cảnh gia ngầm chiếm." hộ vệ của ta đi lý luận bị ác nô cảnh gia đánh trọng thương mà chết sau đó ta dựa vào đoàn gia muốn báo thù nhưng vẫn không được coi trọng ta vốn đã nản lòng thoái chí muốn đi nơi khác lang bạc nhưng chúa công xuất hiện không chỉ có thể trừng trị cảnh gia càng cứu sống mấy vạn dân đói thần mong chúa công có thể một mực mang lòng nhân tâm nguyện cùng chúa công cùng nhau vì phía dưới khổ dân mưu một đường sống đoạn du nghe thành công anh kể ra trong lòng không khỏi thở dài, hắn không khỏi nói. Nhân kiệt, ta và ngươi bây giờ cũng chỉ có thể sống tạm trong loạn thế này. Thiên hạ sắp rối loạn rồi. Thành công anh nghi hoặc nhìn đoàn du, sau đó trầm tư. Những đứa bé kia đã biết chữ vỡ lòng, ngươi từ đó tìm chút linh thiện trọng điểm bồi dưỡng một chút. Thành công anh gật gật đầu, hắn cũng cảm giác thế đạo náo động, nhà thơ thư giống như mình suýt nữa bị diệt. Những dân chúng bình thường kia, cuộc sống lại càng ăn bữa trưa a. À. Sáng sớm hôm sau, đoàn du trở lại ô bảo, lúc này hắn mới dám càng rỡ cười to. Không nghĩ tới thời hán triều thao bàn hàng hóa, sảng khoái như thế. Nhìn mình trong kho hàng, chất đầy tiền lương, dị thường thỏa mãn. Những ngày sau đó, hắn rốt cục có thể dỡ xuống trọng trách, tất cả mọi chuyện đều an bài thủ hạ đi làm. Mình liền cùng thợ thủ công bắt đầu nghiên cứu chế tác các loại khí giới, không có việc gì thì nghiên cứu mỹ thực một chút. Thành công anh nhìn cuộc sống của đoàn du hàm ngư, không khỏi khuyên can. 34. Chúa Công, mặt trời thì lặn, nước đầy thì tràn. Hôm nay tuy nhị thiếu gia chiếm hết thượng phong, nhưng các nhà thật sự cam tâm sao. Đoạn du cẩn thận nghe xong, tùy ý nói tiếp. Nhân kiệt, có việc cứ nói thẳng, hai ta nói chuyện không cần vòng vo. Nhị thiếu gia kiếm được tiền lương, những người này ngoài mặt không dám hành động, ngầm ra chiêu. Tại hạ hoài nghi bọn họ sẽ liên hợp cường nhân tấn công ô bảo chúng ta. Đoạn du vừa nghe lập tức toát mồ hôi lạnh, anh mới nhớ ra đây là hán triều, không phải hiện đại. Chơi trí mưu thắng người ta, đối phương không có khả năng chịu thiệt thòi này. Lập tức liền rối loạn khăn vàng, tụ phỉ cường đoạt mình, rất bình thường. Nhưng lập tức lại nghĩ, phụ thân mình là chiến thần đoàn Quý, thứ sử lương châu, bọn họ thật dám. Nhân kiệt, uy lực của phụ thân ta, bọn họ cũng dám trêu chọc. Thành công anh vừa nghe, lại nhìn đoàn du còn chưa tới quán quân, không khỏi giật mình. Chú Công đến cùng con trẻ, không biết xã hội này hiểm ác. Chú Công, chính là hoàng tử, bọn họ đều dám ám sát, đừng nói ngài chỉ là con của thứ sử. Hắn lập tức gọi Cúc Nghĩa và chủ quản ô bảo đoàn minh tới, cũng không lâu lắm, chủ quản đoàn minh và chu Nghĩa chạy tới. Đoàn du bắt đầu thương nghị việc này, Hai người nghe xong đều lơ đễnh, dù sao danh hiệu đoàn công ở Lương Châu vẫn có tác dụng. Đoàn Du nhìn vẻ mặt không thèm để ý của hai người, nhưng trong lòng lại càng hoảng sợ, TMJ này chính là bóng tối dưới đèn. Nếu không có thành công anh nhắc nhở, chính mình sẽ không nghĩ tới, thủ hạ cũng sẽ không nghĩ tới. Dưới tình huống không hề phòng bị, nếu thật sự bị đối phương nhắm vào, kết cục kia không cần nhiều lời. Tộc huynh, ngươi lập tức phái người phát tin tức cho a à ông ta nói ô bảo có thể gặp cường nhân, à ông ta sẽ có chủ trương. Đình chỉ mì mại của nhân viên ô bảo, tổ chức khí giới phòng ngự. Biểu huynh, ngươi cùng dự đệ lập tức đi điều một ngàn thanh niên cường tráng cùng tráng đinh đã huấn luyện hỗ trợ phòng thủ ô bảo. Cũng phải thám báo dò xét bốn phía, bí mật tuần tra bốn phía. a à anh, ngươi tổ chức gia đình còn lại chuẩn bị khí giới phòng ngự. Đồng thời chuẩn bị tốt vũ khí, đến làm quân dự bị. Tôn Nghĩa và Đoàn Minh nhìn mệnh lệnh nghiêm túc của Đoàn Du, vốn định khuyên hắn, nhưng nghĩ đến thành tích gần đây của Đoàn Du, còn chưa tính. Vạn nhất là thật thì sao? Đoàn Du không biết, lúc này trong mật thất cảnh gia, cha con cảnh gia đã thương nghị xong sách lược. bọn họ biết, lúc này đây, nhất định sẽ giết chết Đoàn Gia hy vọng, cướp đi Đoàn Gia tiền lương.